Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 11. Trong lòng Lý Nguyệt tràn đầy sự vui mừng rồi ôm lấy Teddy, sau đó hỏi, Tô Thương, nó có tên không? À, có, nó tên Bạch Miêu. Tô Thương cười nói. Lâu Đinh, một con chó màu nâu, mà anh lại đặt tên là Bạch Miêu sao? Lý Nguyệt chửi bậy rồi nói, không hay lắm, không được, em muốn đặt tên khác cho nó. Lúc này, Bạch Miêu truyền âm đến, được đó, ông chủ, đổi tên đi, Bạch Miêu đúng là không hay thật. Ha ha, được. Tô Thương không từ chối, lúc trước anh ấy đặt tên là Bạch Miêu, chỉ là muốn đặt tên giống thú cưng của mình ở Huyền Thiên Tiên Vực thôi, trong lòng nảy sinh lòng nhớ nhung, liền gọi nó là Bạch Miêu, bây giờ đổi tên cũng không sao cả, vợ à, em đặt tên cho nó đi. Ừ, Lý Nguyệt nghĩ một lúc. Sau đó nói, lúc nãy em vừa xem qua, nó là một con chó cái, tên chắc chắn phải nữ tính một chút, hay là gọi nó là Thục Phân nhé. Bạch Miêu, ông chủ, tôi có thể từ chối không? Bạch Miêu, Thục Phân gì đó. Hai người các người là thiên tài đặt tên, đừng chỉ xem tôi chỉ là một con chó chi hua hua chứ. Nghĩ đến sau này, con chó này sẽ bay lên đỉnh cao, trở thành hoàng đế trong giới yêu quái. Sau này đi ra đường cứ xưng tên là Hoàng đế Thục Phấn cũng không hề mất mặt. Đương nhiên, Bạch Miêu không đồng ý thì cũng vô dụng thôi, cái tên Thục Phân này, Tô Thương và Lý Nguyệt đã đồng ý thông qua rồi. Sau đó, Tô Thương và Lý Nguyệt quấn lấy nhau ở trong phòng một lúc, sau đó Tô Thương liền rời đi. Anh ấy không yên tâm về Tô Du Du, sau khi rời khỏi trang viên nhà họ Lý, liền lái xe một mạch về biệt thự ở cạnh sông. Khi về đến biệt thự, đã là hơn 11 giờ tối rồi, Tô Du Du vẫn chưa về. Tô Thương nhíu mày không chịu được, lòng như lửa thiêu sao lại lâu như vậy chứ? Đúng lúc này, Tô Thương nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ, bên đó truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tô Thương, còn nhớ tôi không, mấy hôm trước anh đã hại tôi mất hết tất cả, chạy khỏi Giang Bắc một cách thảm hại, đứa bé ở trong biệt thự của anh còn cả gì phù nữa. Đều ở chỗ tôi rồi, muốn để bọn họ sống sót, thì đến khu rừng ở Đông Sơn đi. Nghe thấy lời này, trong nháy mắt sắc mặt của Tô Thương liền sầm lại, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Lý Kỳ Kỳ. Người đang tắm vậy mà lại là Lý Kỳ Kỳ. Tô Thương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy hai chữ kinh ngạc. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, khiến cho Lý Kỳ Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, chớp chớp mắt. Cả một hồi vẫn chưa phân ứng lại được. Tô Thương. Cái tên lưu manh thối tha này. Lý Kỳ Kỳ sau khi phản ứng lại thì lập tức giơ cánh tay lên chỉ thẳng vào mặt Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy mà dám lén xem bà đây tắm, anh không biết xấu hổ. Cô ta không giơ tay lên thì còn đỡ, vừa mới giơ tay lên thì khăn tắm quấn trên người trực tiếp tụt xuống đất. Cái nên nhìn, cái không nên nhìn. Toàn bộ đều lộ ra trước mắt Tô Thương cả rồi. Lâu Đinh. A, à, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Lý Kỳ Kỳ đỏ bừng lên, vội vàng khom người xuống, nhặt cái khăn tắm lên, che chắn những chỗ quan trọng, đồng thời thẹn quá hóa giận hét lên, Tô Thương chết tiệt, mau cút ra khỏi phòng, còn không tôi sẽ hô người đến đấy. Lý Kỳ Kỳ, chúng ta nói chút lý lẽ được không, là tôi muốn nhìn lén cô sao? Tô Thương thành thực nói, tôi cứ tưởng trong phòng tắm là Lý Nguyệt, cho nên mới nhìn thêm một chút. Lý Nguyệt là vợ của tôi nhìn vợ của mình cũng không quá đáng chứ. Tô Thương bĩu môi, rồi nói tiếp, nếu như tôi biết người trong phòng tắm là cô, thì cô có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không thèm nhìn. Ừ hử, còn giả bộ chính nhân quân tử sao, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, từ phòng tắm đi ra, mà anh không thèm nhìn sao? Lý Kỳ Kỳ không phục nói. Ha ha. Tô Thương nhìn Lý Kỳ Kỳ, rồi sau đó khinh thường nói, Lý Kỳ Kỳ, cô không soi gương hả, cô nhìn người cô từ trên xuống dưới, có chỗ nào hấp dẫn người khác chứ? Hai cái đầu nhỏ xíu xiu đó, còn không bằng một quả táo, nhìn nó tôi còn sợ mình bị đau mắt hột nữa. Tô Thương, anh. Lý Kỳ Kỳ không kiềm được tức giận, quấn lấy khăn tắm, nghiến răng nói, mắt anh mù rồi sao? Tôi nhỏ chỗ nào chứ? Hai, Lý Kỳ Kỳ, cô cần phải biết chấp nhận sự thật đi chứ, nhỏ chính là nhỏ, đây là sự thật không có cách nào thay đổi được. Tô Thương nhìn Lý Kỳ Kỳ đang quấn khăn tắm, không nhịn được nói, tôi khuyên cô đừng quấn nữa,
quấn khăn tắm chỉ để dành cho những người to kia thôi. Vùng đất bằng phẳng như cô, không đủ để giữ được khăn tắm đâu. Tô Thương cười nói tiếp, người khác quấn khăn tắm, thì có thể giữ lại được, còn cô thì sao, sau khi quấn xong còn phải dùng tay để giữ khăn lại, nếu không sẽ bị tuột mất. Chuyện này, cô không cần tôi phải giải thích chứ, lúc nãy chỉ trong nháy mắt, cô vừa mới thả tay ra để chỉ tôi thôi thì khăn tắm không phải đã tuột rồi sao? Tô Thương nghiêm túc nói, Lý Kỳ Kỳ, tôi khuyên cô nên khoác khăn choàng tắm lên người, đừng học theo người khác, quấn khăn làm gì. Tô Thương, tôi mà là vậy thì anh cũng chả hơn kém gì đâu. Lý Kỳ Kỳ bị Tô Thương nói cho một tràng, nói cho xấu hổ không chịu nổi nhưng cô ấy cũng không tìm được lý do gì để phản bác lại Tô Thương. Bởi vì Tô Thương nói không sai, cô cũng có thể cảm nhận được, cái kiểu quấn khăn này không hợp với cô ấy. Mỗi lần sau khi quấn khăn xong đều rất dễ bị tụt xuống. Lúc mới bắt đầu, Lý Kỳ Kỳ còn nghĩ rằng do mình quấn sai cách, bây giờ cô ấy mới biết thì ra là do của mình quá nhỏ. Nhưng mà, Tô Thương quá đáng quá rồi, tự mình biết không phải là được rồi sao, tại sao còn phải nói ra nữa chứ, a ra ra ra, không giữ thể diện cho mình chút nào, muốn mình tức chết mà. Lý Kỳ Kỳ, đừng tức giận nữa, bây giờ y học phát triển rồi. Có rất nhiều trung tâm thẩm mỹ an toàn, uy tín, cô còn có cơ hội để trở nên to hơn. Lúc này, Tô Thương an ủi nói, Lâu Đinh. Tô Thương, anh câm miệng đi. Lý Kỳ Kỳ nghiến răng, nghiến lợi nói, tôi nhỏ thì làm sao hả? Tôi nhỏ thì làm sao hả? Liên quan gì đến anh, không cần anh đưa ra chủ ý cho tôi. Lý Kỳ Kỳ tức muốn nổ phổi nói, còn nữa, tôi tự hào là tôi nhỏ đấy, tôi có thể tiết kiệm được vải. Tôi vui lòng nhỏ như vậy đó. Vậy được rồi, tôi không quản nữa, sau này Thái Bình Dương là do cô quản. Tô Thương sờ mũi rồi cười nham hiểm nói. Anh còn dám cười nhạo tôi. Lý Kỳ Kỳ thực sự không nhịn được nữa rồi, cô ấy chạy đến sofa bên cạnh, lấy cái gối ném về phía Tô Thương. Tô Thương nghiêng người qua tránh, đương nhiên sẽ không để cho cô ấy ném chúng rồi. Tô Thương, sao anh lại ở đây? Lúc này, Lý Nguyệt ở bên ngoài bước vào. Ánh mắt Tô Thương nhìn lên người Lý Nguyệt rồi khẽ cười nói, anh muốn đến thăm em đi làm cái gì vậy? Còn không phải tại anh sao, ông nội bắt em đi học nữ kinh, em đã học thuộc rồi, lúc nãy em đi kiếm ông nội để trả bài. Lý Nguyệt nhìn Tô Thương, rồi lại nhìn sang Lý Kỳ Kỳ, lập tức nghi hoặc nói, hai người. Chị phải làm chủ cho em. Lý Kỳ Kỳ tố cáo nói. Lúc nãy em vừa từ phòng tắm ra, thì Tô Thương đã ở trong phòng rồi, anh ta lén nhìn em tắm. Cô có cái gì mà tôi phải lén nhìn cô tắm chứ, tôi dám vỗ ngực nói là tôi không lén nhìn cô tắm đó. Tô Thương giải thích, đồng thời vỗ vào ngực của mình. Xì. Lý Kỳ Kỳ khinh thường nhìn Tô Thương, sau đó nói, em cũng dám vỗ ngực nói là anh ta lén nhìn em tắm. Ha ha, cô nên thôi đi, cô rõ ràng là không có cái đó. Thì vỗ cái gì mà vỗ? Tô Thương khẽ cười nói. Chị đều nghe thấy rồi đó, Tô Thương đang cười nhạo em. Lý Kỳ Kỳ nghiến răng nói. Lý Nguyệt nhìn thấy như vậy thì vén sợi tóc trước trán lên, mỉm cười nói. Được rồi, Kỳ Kỳ, em và Tô Thương chắc là có hiểu lầm rồi, đừng cãi nhau nữa, hạ hỏa đi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Ừ hử, Tô Thương, tôi nể mặt chị tôi, nếu không chuyện hôm nay chưa xong đâu. Lý Kỳ Kỳ vẫy vẫy nắm tay trắng hồng, bỏ lại một câu, rồi tức giận rời khỏi phòng của Lý Nguyệt, đi vào phòng của chính mình bên cạnh. Không hiểu gì cả. Tô Thương sờ mũi rồi, nghi hoặc nói, vợ à, Lý Kỳ Kỳ sao lại ở trong phòng em? Máy nước nóng phòng em ấy hư rồi, phòng em lại ở sát phòng em ấy nên em ấy mới đến phòng em tắm. Lý Nguyệt giải thích nói. Thì ra là như vậy. Tô Thương gật gật đầu, sau đó cười nói. Vợ à, cảm ơn sự tin tưởng của em dành cho anh thật sự không cố ý nhìn, anh còn tưởng người trong phòng tắm là em. Tô Thương, nói vậy là anh tính nhìn lén em tắm sơ sao? Lý Nguyệt giận dữ nói. Lâu Đinh. Tô Thương bước lên ôm lấy Lý Nguyệt, cười đùa nói, cũng không được tính là lén xem, vợ của mình, anh muốn xem thì xem, sao lại dùng từ lén ở đây chứ? Đi ra, tránh xa em ra. Lý Nguyệt xa lánh Tô Thương. Rồi sau đó nói, bây giờ em là người phụ nữ của Tô Huyền Thiên, ông nội và cha đều tưởng là em có quan hệ với Tô Huyền Thiên. Tô Thương,
anh đừng có mà lại gần em, từ bây giờ bắt đầu, em phải duy trì khoảng cách với anh, Bạch Mã Hoàng tử trong lòng em không phải là anh nữa, mà là Tô Huyền Thiên. Lý Nguyệt nửa đùa, nửa thật nói, còn nữa, chúng ta cũng không thể gặp mặt nhau nữa, lỡ như bị Tô Huyền Thiên trông thấy thì anh ấy sẽ nổi giận. Thật sao? Tô Thương trực tiếp đè hai tay của Lý Nguyệt vào vách tường, rồi không để cho vợ mình có cơ hội mở miệng nói, anh trực tiếp hôn lên đôi môi ấy. Ừ, đây đã không phải là lần thứ nhất bị hôn rồi, cho nên Lý Nguyệt cũng chỉ dãy dụa tượng trưng một chút, sau đó liền bắt đầu phối hợp với Tô Thương. Bẹp 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 bẹp, hai người hôn nhau thắm thiết ở trong phòng. Sát vách bên cạnh. Sau khi Lý Kỳ Kỳ trở về phòng liền nằm ngay lên giường, đúng lúc nghe thấy âm thanh từ phòng chị gái truyền tới, đương nhiên cô ấy có thể đoán ra là Tô Thương và Lý Nguyệt đang làm cái gì. Điều này làm cho người chưa từng trải sự đời là Lý Kỳ Kỳ, mặt nóng bừng ngay lập tức, tim đập thình thịch, ngượng ngùng vô cùng, nhưng cô ấy cũng không kiềm được mà vểnh tai lên nghe trộm. Cô gái nào mà chẳng mơ mộng chuyện tình yêu? Lý Kỳ Kỳ sắp 20 tuổi rồi, nhưng vì nguyên nhân là biết võ công, bình thường thì quá mạnh mẽ, giống như một chú hổ nhỏ hung dữ, nên không có chàng trai nào đồng ý gần gũi với cô ta. Cho dù có con trai theo đuổi cô ta đi nữa, thì cũng sẽ bị cô ấy dùng gậy bóng chảy đánh cho chạy mất dép, cho nên về mặt tình cảm, Lý Kỳ Kỳ vẫn là một tờ giấy trắng. Nhưng, đối với chuyện tình cảm giữa nam và nữ, cô ta vô cùng ao ước và mong đợi, đây là một kiểu rung động đến từ tận đáy lòng của con người, dưới sự bài tiết của hormone thì lại càng thêm mãnh liệt. Ví dụ như bây giờ, Lý Kỳ Kỳ nghe thấy tiếng hôn môi ở ngay phòng bên cạnh, ngay lập tức mặt liền đỏ ửng lên, trong lòng có chút hưng phấn. Đêm dài đằng đẵng, không thể nào ngủ được. Đúng lúc đó, ở căn phòng sát vách, nụ hôn này, kéo dài đến mấy phút rồi mới kết thúc. Lý Nguyệt rúc vào trong lồng ngực Tô Thương, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tô Thương cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp này, hương thơm nồng nàn ở ngực, không cần nhắc đến nhiều cũng thấy thoải mái rồi. Vài phút lại trôi qua, Tô Thương đột nhiên nhớ ra một chuyện, khẽ cười nói, vợ à, anh cho em xem cái này. Cái gì vậy? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Em sẽ biết nhanh thôi. Vừa nói, Tô Thương liền kéo khóa áo ra. Tối nay Lý Nguyệt đã gặp phải nguy hiểm, may mà mình đến kịp lúc, nếu không hậu quả không dám nghĩ tới. Nhưng Tô Thương không thể lần nào cũng biến nguy thành may được, cho nên mới nghĩ đến Bạch Miêu. Mấy hôm trước, anh ấy định đem Bạch Miêu tặng cho Lý Nguyệt, nhưng mà lúc đó Bạch Miêu đang tu luyện. Bây giờ Bạch Miêu đã kết thúc tu luyện rồi, tất nhiên Bạch Miêu sẽ không từ chối, mà đồng ý một cách kính trọng. Lâu Đinh, lúc này... Lý do mà Tô Thương muốn kéo khóa ra, là muốn để lộ ra Bạch Miêu đang ở trong áo của mình. Dù sao thì vòng tay chứa đồ quá thần kỳ đó, Tô Thương không muốn làm Lý Nguyệt quá bất ngờ. Tô Thương, xem đồ thì xem thôi, anh cởi quần áo ra làm gì? Lý Nguyệt vừa nói xong, thì nhìn thấy Bạch Miêu, hai mắt bỗng sáng lên, mừng rỡ nói, wow, vật bé con này, lông xù xù, dễ thương quá đi. Ha ha, em thích không? Đây là món quà mà anh đã chuẩn bị cho em đấy, sau này nó sẽ thuộc về em có thể dùng tay vuốt ve nó. Ha ha, Tô Thương cảm ơn anh nhé, em thích lắm luôn, mau nhìn đi, nó ngẩng đầu lên này, Tô Thương có phải nó rất hung dữ không? Tất nhiên là có rồi, nhưng em có thể vuốt ve nó mỗi ngày, sau quen rồi nó sẽ nghe lời của em thôi. Đầu nó hơi cứng, nóng nữa, ha ha ha, nhưng, nó nhỏ quá đi. Lúc đầu chắc chắn nhỏ, từ từ sẽ to lên thôi, nhưng cũng không to lắm đâu. Ừ, em thực sự rất thích, em có thể hôn nó không? Có thể chứ, hôn đi. Chấm chấm chấm. Sau khi Lý Nguyệt nhìn thấy Bạch Miêu, hai mắt thì mở to ra, ôm lấy Bạch Miêu vừa vuốt ve vừa hôn nó. Nhưng, những lời nói này truyền đến tai Lý Kỳ Kỳ ở trong phòng sát bên cạnh, lại trở lên rất thú vị. Lúc này... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Kỳ Kỳ đỏ ửng lại, đỏ như một trái táo chín, dường như có thể bóp được ra nước đỏ như máu. Cuộc trò chuyện vừa nãy của Lý Nguyệt và Tô Thương, cô ấy đều nghe thấy rõ mồn một, quả thực quá táo bạo rồi. Tô Thương cho chị xem đồ, lại phải cởi quần áo mới nhìn thấy, hơn nữa còn có lông, dần dần sẽ to lên. Lý Kỳ Kỳ xấu hổ không chịu được, nghiến răng nói, đây rõ ràng là Tô Thương. Chị ơi,
sao chỉ có thể như vậy được chứ, còn khen lông xù rất dễ thương cái gì chứ? Tô Thương đúng là không cần dĩ diện, thế mà lại để chị dùng tay vuốt ve. Ôi, tình cảnh đẹp quá đi, không dám tưởng tượng nữa đâu. Lý Kỳ Kỳ thẹn quá hóa giận, còn cả chị nữa, chị nhìn thì nhìn thôi, mắc gì còn nói cứng, nóng gì đó, chị không thấy thẹn thùng xấu hổ sao? Cái cuối cùng còn quá đáng hơn, thế mà lại hôn. Của Tô Thương, chị ơi là chị cũng không chú trọng đến vệ sinh quá đấy. Lý Kỳ Kỳ vô cùng ngượng ngùng, ngoài mặt thì đang chỉ trích Tô Thương và Lý Nguyệt, nhưng lòng sớm đã bay sang phòng bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi. Đến cuối cùng, quả nhiên cô ấy không nhìn được nữa, đành chùm chăn kín mít, cắm đầu ngủ say. Chấm chấm chấm. Lúc này, tại phòng sát vách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Nguyệt lấy xúc xích ở trong phòng ra, trêu chọc Bạch Miêu. Bạch Miêu ngơ ra nhìn cô ấy một cái, Lý Nguyệt cũng không có cơ hội để được Bạch Miêu để ý tới. Tô Thương, chuyện gì vậy, nó không ăn xúc xích sao? Lý Nguyệt có chút thất vọng. Lâu Đinh, ăn chứ, cái gì nó cũng ăn mà. Tô Thương tươi cười trả lời, sau đó nhìn về phía Bạch Miêu, truyền âm, Bạch Miêu, phối hợp một chút đi, cô ấy là bà chủ của mày đấy. Ông chủ, tôi không cần bà chủ đâu, tôi có thể ở bên cạnh anh không, sức ăn của tôi rất ít, hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không gây sự, bình thường cứ để tôi nằm trong không gian chứa đồ là được rồi. Bạch Miêu trả lời, giọng thiếu nữ ngọt ngào truyền vào trong đầu Tô Thương. Không được. Tô Thương từ chối nói, Bạch Miêu, nghe lời đi, chăm sóc tốt cho Lý Nguyệt, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì, còn nữa, phối hợp một chút đi nào. Được rồi. Bạch Miêu trả lời một cách bất đắc dĩ, sau đó vẫy vẫy cái đuôi, ăn miếng xúc xích mà Lý Nguyệt cho. Ha ha, dễ thương quá đi mất. Trong lòng Lý Nguyệt tràn đầy sự vui mừng rồi ôm lấy Teddy đi, sau đó hỏi, Tô Thương, nó có tên không? À, có, nó tên Bạch Miêu. Tô Thương cười nói. Một con chó màu nâu, mà anh lại đặt tên là Bạch Miêu sao? Lý Nguyệt chửi bậy rồi nói, không hay lắm, không được, em muốn đặt tên khác cho nó. Lúc này, Bạch Miêu truyền âm đến, được đó, ông chủ, đổi tên đi, Bạch Miêu đúng là không hay thật. Ha ha, được. Tô Thương không từ chối, lúc trước anh ấy đặt tên là Bạch Miêu, chỉ là muốn đặt tên giống thú cưng của mình ở Huyền Thiên Tiên Vực thôi, trong lòng nảy sinh lòng nhớ nhung, liền gọi nó là Bạch Miêu, bây giờ đổi tên cũng không sao cả, vợ à, em đặt tên cho nó đi. Ừ. Lý Nguyệt nghĩ một lúc. Sau đó nói, lúc nãy em vừa xem qua, nó là một con chó cái, tên chắc chắn phải nữ tính một chút, hay là gọi nó là Thục Phân nhé. Bạch Miêu, ông chủ, tôi có thể từ chối không? Bạch Miêu, Thục Phân gì đó. Hai người các người là thiên tài đặt tên, đừng chỉ xem tôi chỉ là một con chó chi hua hua chứ. Nghĩ đến sau này, con chó này sẽ bay lên đỉnh cao, trở thành hoàng đế trong giới yêu quái. Sau này đi ra đường cứ xưng tên là Hoàng đế Thục Phấn cũng không hề mất mặt. Đương nhiên, Bạch Miêu không đồng ý thì cũng vô dụng thôi, cái tên Thục Phân này, Tô Thương và Lý Nguyệt đã đồng ý thông qua rồi. Sau đó, Tô Thương và Lý Nguyệt quấn lấy nhau ở trong phòng một lúc, sau đó Tô Thương liền rời đi. Anh ấy không yên tâm về Tô Du Du, sau khi rời khỏi trang viên nhà họ Lý, liền lái xe một mạch về biệt thự ở cạnh sông. Khi về đến biệt thự, đã là hơn 11 giờ tối rồi, Tô Du Du vẫn chưa về. Tô Thương nhíu mày không chịu được, lòng như lửa thiêu sao lại lâu như vậy chứ? Đúng lúc này, Tô Thương nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ, bên đó truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tô Thương, còn nhớ tôi không, mấy hôm trước anh đã hại tôi mất hết tất cả, chạy khỏi Giang Bắc một cách thảm hại, đứa bé ở trong biệt thự của anh còn cả gì phù nữa. Đều ở chỗ tôi rồi, muốn để bọn họ sống sót, thì đến khu rừng ở Đông Sơn đi. Nghe thấy lời này, trong nháy mắt sắc mặt của Tô Thương liền sầm lại, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Chị Lý, ôm lấy người tôi sẽ không ra tay liền đâu, mà giờ đến thử xem năng lực của nó nông sâu thế nào đã. Tô Cảnh Hàm cười cười, nhìn lên người Tô Thương, lạnh lùng cười nói, lần trước thực lực của tao không bằng mày, nên tao chỉ có thể trốn chui trốn lủi. Nhưng lần này thì khác, không giống như vậy nữa. Lâu Đinh, tao với chị Lý song tu,
chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tao đã đặt chân đến hóa kình hậu kỳ, thậm chí là có thể bước thẳng đến hóa kình đỉnh phong. Tô Cảnh Hàm mỉa mai Tô Thương, mày có được thực lực như hôm nay, có lẽ là bí mật trăm học khổ luyện đó hả? Ha ha, tao không cần tốn nhiều sức, mà cũng có được những thành quả giống như mày, mày, ngưỡng mộ tao lắm chứ gì? Ha ha, Tô Thương chẳng thèm ngó tới, cười lạnh lùng nói, dựa vào việc bán thân để nâng cao thực lực, tao có gì mà ngưỡng mộ mày chứ? Mày, Tô Cảnh Hàm nghe vậy, thẹn quá hóa giận, trầm giọng nói, Tô Thương, tao không rảnh nói nhảm với mày, chịu chết đi. Tao sẽ giết mày trước, sau đó giết con gái mày, để cho chúng mày xuống dưới mà đoàn tụ, ha ha. Vừa nói xong, Tô Cảnh Hàm liền xông vào Tô Thương, trong lòng bàn tay tràn ngập chân khí, cực kỳ mạnh mẽ. Trái lại, Tô Thương thì đứng yên tại chỗ, chỉ dùng ngón tay để bấm huyệt mà thôi. Vù vù. Trong chốc lát, một đường linh khí tạo thành một bức tường khí, đột ngột từ dưới đất mọc lên, che ở trước mặt Tô Thương. Ầm. Bàn tay Tô Cảnh Hàm, rất nhanh đã bị đập mạnh vào tường khí, phát ra một âm thanh vang trầm. Cái này, không thể như thế được. Ngay sau đó Tô Cảnh Hàm phát hiện, một trường của mình, vậy mà không đánh tan được bức tường khí này, khuôn mặt nhất thời tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, chỉ là hóa kình hậu kỳ, cũng dám làm càn trước mặt tao sao, đồ không biết sống chết là gì. Tô Thương cười lạnh, sau đó chỉ một suy nghĩ, tường khí liền phóng ra một sức mạnh cường đại, trực tiếp đánh bay Tô Cảnh Hàm. Phù, cơ thể Tô Cảnh Hàm, bay ngược ra xa khoảng 3, 4 mét. Sau đó nằm ngổn ngang dưới đất, phun ra một ngụm máu. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Sao mày lại mạnh như vậy được? Giờ phút này, Tô Cảnh Hàm nằm bò dưới đất, đến sức lực đứng dậy cũng đều không có nữa rồi, ánh mắt hiện ra đầy kinh ngạc. Tô Thương không trả lời, mà nhanh chân đi về phía Tô Cảnh Hàm, định ra tay giết chết, đây là lúc hoàn toàn có thể tiêu diệt được tai họa ngầm này rồi. Nhưng mà lúc này... Người phụ nữ xinh đẹp Lý Vân đi lên phía trước, ánh mắt nhìn vào cơ thể Tô Thương, trên mặt nở nụ cười, không biết đang có ý đồ gì. Lâu Đinh, bà muốn ngăn cản tôi. Tô Thương đón nhận ánh mắt Lý Vân, thản nhiên nói, thế thì tôi không thể làm gì khác được ngoài việc đưa hai người đến cùng một chỗ chết. Tô thiếu gia, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là kẻ thù. Ai biết được, Lý Vân lại cười nói, tôi với Tô Cảnh Hàm. Chẳng qua chỉ là mới quen biết mấy hôm nay mà thôi, tình cảm không sâu nặng. Thậm chí, nếu như cậu muốn cho cậu ta chết, tôi cũng có thể giúp cậu đưa cậu ta xuống địa ngục. Lý Vân nhẹ nhàng cười nói, chỉ hy vọng Tô thiếu gia không ghi hận tôi là được. Thật sao, Tô Thương nhíu mày. Tô thiếu gia, thực lực của cậu rất mạnh, tôi nhìn không thể nào biết được cậu đang ở cảnh giới gì, nhưng cậu tuổi trẻ như vậy, mới khoảng 20 tuổi. Thì cảnh giới không thể nào có thể vượt qua tôi được. Lý Vân cười nói, thật tình không dám giấu, tôi đã đặt chân đến tông sư đỉnh phong rồi, nếu cậu đánh nhau với tôi, cậu chắc chắn sẽ phải chết, nhưng tôi... Nói đến đây, Lý Vân với đôi mắt quyến rũ xinh đẹp như tơ, tiếp tục nói, tôi không nỡ giết cậu. Tô thiếu gia, cậu trẻ tuổi lại đẹp trai, thực lực cũng mạnh, tôi thấy cậu hoàn toàn có thể thay thế Tô Cảnh Hàm, làm người đồng hành cùng song tu với tôi. Giọng nói Lý Vân đầy vẻ dụ dỗ, nếu như thế, cậu không chỉ có thể có được cơ thể của tôi, thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng lên, một công đôi việc, thấy thế nào hả? Nghe những lời này, Tô Thương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cũng không trả lời lại. Tô thiếu gia, thế thì tôi để cậu nhìn thấy chút thành ý của tôi. Lý Vân cười cười, sau đó quay đầu lại nhìn chăm chú Tô Cảnh Hàm, trong mắt tràn ngập sát ý. Không, chị Lý. Tô Cảnh Hàm lập tức luống cuống, vội vàng dịch cơ thể lùi về phía sau, đồng thời cầu xin tha thứ, chị Lý, chúng ta tốt xấu gì cũng đã quen nhau được một tuần rồi, thứ quý giá nhất của tôi, cũng đều giao cho chị rồi, người ta nói một đêm có đôi trăm ngày ân nghĩa, chị Lý, chị phải giúp em chứ. Ha ha, Tô Cảnh Hàm, tôi chỉ xem cậu như thú vui của tôi mà thôi, bây giờ đã có vật thay thế tốt hơn, mà tôi cũng đã chơi chán rồi, vì thế, cậu có thể chết được rồi. Vừa nói xong, Lý Vân không chút lưu tình nào mà ra tay cực kỳ quyết đoán, trong chốc lát liền chặt đứt cổ Tô Cảnh Hàm. Ách, tôi không, chị Lý. Trước khi chết, Tô Cảnh Hàm nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, rất nhanh chóng đã tắt thở, hoàn toàn mất đi mạng sống của mình.
Sau khi xóa sổ Tô Cảnh Hàm, Lý Vân nhìn Tô Thương một lần nữa, dịu dàng như nước nói, Tô thiếu gia, tôi đã thay cậu giết người rồi, cậu suy nghĩ thế nào rồi, có đồng ý song tu đồng hành với tôi hay không? Bà, Lâu Đinh. Tô Thương không để lại cho Lý Vân chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói, bà cũng xứng sao? Lý Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đơ mất vài giây, sau đó quyến rũ nói, Tô thiếu gia, cậu không vừa ý với vẻ ngoài của tôi, hay là không vừa ý với thân hình của tôi? Tô Thương đón nhận ánh mắt của bà ta, thản nhiên nói, loại đàn bà như vậy, chẳng qua chỉ là tầm thường thấp hèn mà thôi, không lọt nổi vào mắt xanh của tôi. Nhưng mà, Tô thiếu gia, người ta kỹ thuật tốt, tôi có thể cùng cậu từ trên giường xuống nhà bếp, từ phòng bếp lăn đến phòng tắm mà. Lý Vân thổ khí như lan nói, trong giọng nói tràn đầy dụ dỗ. Tô Thương lắc đầu, giọng nói đầy lạnh lùng, tôi nói rồi, bà, không xứng. Thật sao? Sắc mặt Lý Vân đột nhiên khó coi, trong mắt lóe lên một tia hung ác, trầm giọng nói, nếu đã như vậy, Tô Thương, cậu đừng trách tôi không khách khí. Thật ra, tôi lại càng cảm thấy hứng thú đối với xác của thanh niên vừa tài giỏi vừa đẹp trai hơn đó. Lý Vân cười lạnh lẽo hung ác, tôi cho cậu thêm một cơ hội, cậu lựa chọn phục tùng tôi, hay là lựa chọn chết. Tô Thương sờ lên mũi, bất đắc dĩ nói, bây giờ cái thứ mèo thứ chó gì cũng có thể giết tôi hay sao chứ? Đáng chết, dám nói tôi là mèo là chó gì sao? Lý Vân giận không kiềm chế được, lập tức ra tay, ngưng tụ chân khí, hướng thẳng vào Tô Thương. Tô Thương vẫn đứng tại chỗ, hai tay bấm huyệt, thi triển thuật thủy long. Gầm gào. Trong chốc lát, một đường linh khí thủy long sôi nổi xuất hiện, vờn xung quanh hai tay Tô Thương. Đi. Theo hướng Tô Thương chỉ tay, thủy long liền gầm thét phóng tới Lý Vân, một được xuyên phá không trung, tản ra uy thế kinh khủng. Đây là... Lý Vân nhất thời sửng sốt, bà ta phát giác ra được khí tức thủy long phát tán ra, căn bản biết đây là chiêu mà mình có thể chống lại được cậu, ẩn giấu thực lực, nhìn sức mạnh chiêu này của cậu, không kém gì địa tông sao. Lý Vân trợn tròn mắt, sau khi kịp phản ứng thì định chạy trốn, đáng tiếc, thủy long cũng không cho bà ta cơ hội này, trực tiếp xuyên thủng cơ thể của bà ta. A! À, Lý Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể trong nháy mắt đã xuất hiện một lỗ thủng trong suốt, lá gan hư hỏng toàn bộ, không có thuốc chữa, bà ta thẳng đờ người mà ngã nhào xuống đất. Năm đó, Huyền Thiên Tiên vực đoàn tụ với Thánh Địa Thánh Nữ, nhắc đến chuyện muốn cùng mình song tu, đều đã bị mình từ chối, huống chi là bà lão này, không biết tự lượng sức mình quá rồi. Tô Thương chẳng thèm ngó tới, lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi vào hang động, cứu Tô Du Du và dì Phù. Đây không phải lần đầu tiên Tô Thương đến khu rừng này. Đặc biệt là trong hang động này, Tô Thương còn nhớ rất rõ, Hồng Liên Đao đã được chôn ở trong này. Lâu Đinh. Trong hang động này hình như có mộ của một vị cao thủ, Tô Thương cũng không rõ điều này. Bây giờ, Tô Thương bước vào hang động và nhìn thấy Tô Du Du với dì Phù. Hai người bị trói tay trói chân lại, ngồi sát vách tường. Cha Tô, nhìn thấy Tô Thương đến, Tô Du Du vô cùng mừng rỡ, vui vẻ cười nói, ha ha, con biết ngay cha sẽ đến đây cứu con mà. Đại thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đến rồi, làm tôi sợ muốn chết. Tôi cũng già rồi nhưng tôi không muốn chết ở chỗ này đâu, tôi còn muốn hưởng thụ tuổi già nữa. Dì Phù vừa dục vừa nói, nhanh lên đại thiếu gia, mau cởi trói cho tôi không chịu được nữa rồi. Tô Thương nhẹ nhàng cười, rồi cởi trói cho Du Du và dì Phù. Cha Tô! Sau khi cởi trói xong, Du Du đã nhảy bổ vào vòng tay của Tô Thương, đeo trên người như một con gấu túi. Tô Thương xoa nhẹ đầu con gái an ủi, con đừng sợ, cha sẽ luôn bảo vệ con. Vâng! Du Du vui vẻ gật đầu rồi hỏi, cha Tô, những người xấu bên ngoài đã đi chưa? Đi rồi, bọn họ đã đi đến những nơi rất xa, không quay lại được đâu. Tô Thương cười nói. Hừ, như thế còn nhẹ đối với bọn họ. Tô Du Du vùng nắm đấm với bàn tay trắng trẻo của mình và nói một cách hung dữ, con vừa định đấm bay đầu họ. Cha Tô, con thực sự rất giỏi đó, vừa rồi là con không ra tay thôi, bằng không con sẽ đấm cho bọn họ một phát. Ha ha, được được, được rồi, Du Du, con thật là lợi hại. Tô Thương nói với vẻ rất hợp tác. Đương nhiên rồi, Tô Du Du kiêu ngạo nói, cha Tô, lần này là cha bảo vệ con,
lần sau con sẽ bảo vệ cha. Được. Tô Thương vươn tay gãi gãi sống mũi Du Du, sau đó nói, muộn rồi về thôi, mai còn phải đi đến trường nữa. Đi học sao? Đến trường sao? Tô Du Du nhíu mày nói với vẻ khổ sở, cha Tô, con có thể không đi học không, ở đó giống như nhà tù vậy. Không, là địa ngục mới đúng, không đúng, còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Không được, con nhỏ như vậy làm sao không thể đi học được? Tô Thương ngắt lời nói. Con thực sự không muốn đi học, nó rất tệ. Tô Du Du cầu xin, cha Tô, cha không thể đẩy con xuống địa ngục như vậy. Không phải chỉ là đi học thôi sao? Có nghiêm trọng đến mức thế không? Tô Thương véo mặt Du Du rồi cười nói, hơn nữa còn có học hành gì đâu, đến nhà trẻ còn có đám trẻ con chơi cùng. Đó là chuyện tốt mà, nếu không nghe lời thì cha sẽ buồn lắm. Lâu Đinh. Được rồi ạ, Du Du miễn cưỡng đồng ý. Đại thiếu gia, cậu cũng hư lắm. Lúc này, dì Phù ở bên cạnh nói. Tô Thương nghi ngờ hỏi, tôi hư khi nào? Cậu không đi học, thậm chí còn san bằng cả trường học chỉ vì không muốn đi học. Nhưng bây giờ lại muốn con bé Du Du đi học, như vậy chả khác gì chỉ có quan chức mới được phép phóng hỏa, còn người dân thì không được phép thắp đèn, tôi nói đúng không? Dì Phù nghiêm túc nói. À, bà nội Phù, là thật hay giả vậy, cha Tô san bằng trường học sao? Ánh mắt Du Du sáng lên. Đúng vậy, đó là một ngôi trường nổi tiếng từ lâu, mà chỉ trong một đêm đã biến thành đống đổ nát. Qua, wow, cha Tô thật là lợi hại, con nhất định sẽ học hỏi cha nhiều, sau này con sẽ san bằng nhiều trường học hơn nữa. Tô Du Du hưng phấn nói. Tiểu nha đầu, cái tốt không học lại đi học cái xấu, không được làm như vậy nghe chưa? Tô Thương dặn lại Du Du, rồi nhìn về phía dì Phù mà bất đắc dĩ nói, dì à, đừng nói chuyện này trước mặt trẻ con, dì không thể nói những cái tốt của tôi trước mặt nó để xây dựng hình tượng cho tôi sao? Được. Dì Phù gật đầu, suy nghĩ một lát định nói gì nhưng lại thôi. Dì Phù, dì nói đi, nói đến điểm tốt của tôi. Tô Thương thúc giục cười nói, Du Du nghe nè. Không phải là tôi đang suy nghĩ đó sao? Dì Phù suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chịu thua, thiếu gia, tôi chấp nhận chịu phạt, cậu đừng làm khó tôi. Là sao? Tôi bảo dì nói ra điểm tốt của tôi mà là đang làm khó gì sao? Tô Thương đang cười thì mặt tối sầm lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Ha ha, vui quá, bà Phù, cha Tô, hai người thật là vui tính quá. Tô Du Du thấy vậy liền thoải mái cười to, đã rất nhanh quên đi chuyện khó chịu vừa xong. Tiếp theo, Tô Thương cõng Du Du trên lưng cùng với dì Phù rời khỏi đó. Tuy nhiên trước khi rời đi, Tô Thương liếc nhìn sâu trong hang động, đột nhiên nhíu mày rồi dừng lại. Sâu trong hang động có cái gì đó? Với cảm nhận của Tô Thương, anh ấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được linh lực dao động nhẹ. Nhưng điều này là không hợp lý, thần thức của Tô Thương có thể cảm nhận được xung quanh trong vòng 3 cây em. Hang động này lại không vượt quá 3 cây em, đúng không? Lâu Đinh, điều gì đã cản trở nhận thức của Tô Thương? Kỳ quái! Nó thực sự kỳ lạ! Lúc trước Tô Thương tới hang động cũng không nhận ra có điều gì khác biệt. Có lẽ là do lúc đó thực lực của anh ấy còn yếu nên không cảm nhận được. Chuyện này thực sự khó nói, nhưng mà sâu bên trong hang động chắc chắn có thứ gì đó ẩn chứa linh lực. Tối nay thì không được, nhất định sẽ quay lại sau để tìm ra chân tướng. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Thương không chút do dự mà lập tức cùng với Du Du và dì Phù rời đi. Khi bước ra khỏi hang, Tô Thương cố ý đi nhanh để tránh những cái xác trên đất làm cho Du Du sợ hãi. Tô Thương biết rằng Du Du đang gặp nguy hiểm nên anh ấy không lái xe mà chạy như điên đến đây. Nhưng bây giờ, với Du Du và dì Phù mà nói, đi bộ là việc không khả quan. Vì vậy, Tô Thương gọi điện thoại bảo Quách Ý lái xe đến đây. Rất nhanh, Quách Ý đã lái xe đến đón ba người trở về biệt thự ven sông. Sau đó, Tô Thương đã đưa con gái của mình cho dì Phù, dù sao thì việc tắm rửa cho Du Du thì anh ấy không tiện làm. Lúc này, trong phòng Tô Thương ở biệt thự, đại thiếu gia, vừa rồi tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Đại thiếu gia thật là mạnh mẽ, tôi khâm phục, Quách Ý quỳ một gối xuống với ánh mắt kính nể. Chuyện sắp tới, Tô Thương nhíu mày, cậu đang nói chuyện gì? Đương nhiên là chợ đen Cửu Môn, anh đã ra tay cứu chủ nhân,
còn thể hiện thực lực nửa địa tông thật phi phàm nữa. Quách Hí cung kính nói. Hả, Tô Thương nhíu mày nói, tôi là Tô Huyền Thiên sao? Đại thiếu gia, trước đó anh cho tôi xem anh là cảnh giới tông sư, Tô Huyền Thiên cũng thế, đại thiếu gia lại là một tông sư trẻ tuổi, không cần nói cũng biết đáp án. Quách Hí nói ra suy đoán của mình, sau đó nói, đại thiếu gia, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho ai đâu, nếu không sẽ bị sét đánh. Tô Thương nghiêm túc nhìn Quách Hí, cho rằng Quách Hí tuyệt đối trung thành với mình và với gia đình nhà họ Tô. Nhưng hiện tại không có nghĩa là tương lai không phản bội, cho nên Tô Thương hỏi, Quách Hí, cậu có muốn trở thành cao thủ tông sư không? Có, tôi muốn, Quách Hí cắn môi thành thật nói. Nếu như cậu tình nguyện làm người của tôi, từ nay về sau tôi sẽ sắp xếp, dạy cho cậu trở thành tông sư. Tô Thương nói nhẹ nhàng, hiện tại, cậu có muốn trở thành tông sư nữa không? Muốn. Lâu Đinh. Quách Hí nói, đại thiếu gia, cho dù anh không đưa ra yêu cầu này thì tôi cũng sẽ thực hiện. Tôi hứa sẽ trung thành, không bao giờ phụ lòng. Hứa cũng không chắc chắn. Tô Thương cười nhẹ, sau đó trực tiếp dùng hai tay bóp bí quyết, bắt đầu biến ra một tờ hợp đồng. Quách Hí phút chốc nhận thức được cuộc đời của mình đang bị đại thiếu gia kiểm soát một cách chắc chắn. Nhưng anh ta không có chút sợ hãi, quỳ một gối xuống, thành khẩn nói tôi, Quách Hí xin nguyện được làm người của đại thiếu gia, vĩnh viễn không hối hận. Được rồi, Quách Hí, cậu rất thông minh, tôi tin rằng cậu sẽ là cánh tay phải của tôi trong tương lai. Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó đưa một cỗ linh lực vào trong cơ thể Quách Hí, nói, tìm một chỗ hấp thụ linh lực tôi truyền cho cậu, sau đó cậu nhất định có thể đạt được cảnh giới tông sư. Cảm ơn đại thiếu gia, Quách Hí vui vẻ không có chút nghi ngờ đối với Tô Thương. Đi đi, Tô Thương xua tay. Vâng, Quách Hí cung kính đáp lại và rời khỏi phòng Tô Thương. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Tô Thương, anh ấy ngồi xếp bằng định nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, một giọng nói thanh thoát vang lên từ đầu máy bên kia. Tô Huyền Thiên, tôi là minh chủ của chợ đen Cửu Môn, Thiên Sơn Tuyết. Sáng mai anh có rảnh không, tôi muốn gặp anh. Minh chủ của chợ đen Cửu Môn, Thiên Sơn Tuyết. Nghe đến cái tên này, Tô Thương khựng lại một chút, trong lòng có chút vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch cười. Dựa vào linh khí ở trong không khí để mà tu luyện, thực sự là quá khó, 30, 50 năm cũng không có cách nào có thể tạo được nền tảng cả. Bây giờ thứ Tô Thương cần nhất chính là đá năng lượng. Theo như Lưu Huy nói thì minh chủ chợ đen vì muốn kết giao với mình, mà từ các nơi điều đến rất nhiều đá năng lượng. Cho nên trước mắt, người mà Tô Thương mong chờ được gặp mặt nhất, chính là cô gái tên Thiên Sơn Tuyết đó. Có thời gian, Tô Thương cũng không có biểu lộ ra sự khẩn cấp, mà làm ra vẻ thản nhiên nói, cô chọn địa điểm đi. Được. Trong điện thoại giọng nói lạnh lót lần nữa vang lên, sáng mai, 10 giờ hẹn gặp ở quán cà phê đã lâu không gặp, không gặp không về nhé. Vừa nói xong, Thiên Sơn Tuyết liền cúp điện thoại. Lâu Đinh. Quán cà phê. Tô Thương cất điện thoại vào vòng tay chứa đồ, mỉm cười nói, không ngờ một cô gái ở trong giới võ thuật lại thời thượng như vậy, còn thích uống cà phê nữa. Nghe giọng nói của cô ta thì cũng không lớn tuổi lắm, nhưng cô ta lại là minh chủ của chợ đen Cửu Môn, thực lực chắc chắn là thâm sâu khó lường, có lẽ chỉ là giọng nói nghe trẻ vậy thôi, chứ thực tế tuổi tác cũng không thấp hơn 7, 80 tuổi đâu, nếu không thì làm sao ngồi lên được vị trí minh chủ được. Đối với vấn đề tuổi tác của Thiên Sơn Tuyết, Tô Thương cũng không hoàn toàn để ý lắm, cũng không phải là yêu đương gì với cô ta thì suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Tô Thương chỉ quan tâm Thiên Sơn Tuyết có thể đưa cho anh ấy bao nhiêu viên đá năng lượng, cái này mới là quan trọng. Ngay sau đó, Tô Thương ngồi yên tĩnh lại, bắt đầu vận chuyển tu luyện Cửu U Trấn Ngục Quyết. Nhưng mà sau khi tu luyện nửa tiếng đồng hồ thì anh lại bỏ cuộc, bởi vì linh khí quá mỏng manh. Tu luyện không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ mình đã ở luyện khí tầng thứ 5 rồi, chỉ với một thủ đoạn tấn công thủy long thuật thôi cũng đủ dùng rồi, nhưng mà ngược lại cần phải có thân pháp nữa, để gia tăng tốc độ của bản thân, như vậy thì mới có thể tấn công một cách bất ngờ. Khi nghĩ đến đây, Tô Thương bắt đầu tính toán ở trong đầu, tìm ra thân pháp phù hợp cho việc luyện tập hiện tại của mình và cuối cùng anh đưa ra lựa chọn, nếu như đã tu luyện rồi thì phải làm từng bước một.
trực tiếp tu luyện một thân pháp mới, chỉ xích thiên nhai vừa đúng lúc thích hợp. Chỉ xích thiên nhai. Đây là thân pháp do chính Tô Thương tự nghĩ ra, đối với cảnh giới của người thi triển thì không cần có yêu cầu gì, chỉ có yêu cầu đối linh phí có bao nhiêu mà thôi. Người thi triển nắm trong tay linh khí càng ít thì khoảng cách di chuyển động của chỉ xích thiên nhai càng ngắn, trái lại ngược lại thì càng xa. Năm đó, Huyền Thiên Thiên Đế khi còn ở đỉnh phong, thi tuyển chỉ xích thiên nhai, một bước là có thể đi đến hàng vạn dặm, hầu như chỉ cần trong đầu có ý niệm về chỗ đó thì cơ thể có đều có thể đến được. Nhưng bây giờ cảnh giới của Tô Thương quá thấp, linh khí lại yếu ớt, chỉ xích thiên nhai đương nhiên không thể đi xa như vậy được. Sau khi đưa ra chủ ý, Tô Thương liền bắt đầu ở trong phòng luyện tập chỉ xích thiên nhai. Bởi vì đây là môn thân pháp cho chính anh sáng tạo ra, cho nên khi học thì vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là để cho các cơ thể này thích ứng một chút là được rồi. Không lâu sau, Tô Thương đã có thể nắm vững được chỉ xích thiên nhai, một bước ra có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài cách đó 20 mét. Trong nháy mắt, có thể di chuyển được 20 mét, gần như là trong nháy mắt là đã có thể xuất hiện ở bên ngoài cách đó 20 mét. Nhưng mà chỉ xích thiên nhai đặc biệt vô cùng tiêu hao linh khí. Dựa vào cảnh giới luyện khí tầng thứ 5 của Tô Thương thì một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể thi tuyển được 50 lần, vậy thì coi như là đã có thể di chuyển được 1.000 mét. Lâu đinh. Cái khoảng cách này mặc dù không xa, nhưng dùng để chạy trốn thì chắc chắn là đủ rồi. Đương nhiên, nếu gặp phải đối thủ có thực lực tương đương, sẽ không khó như trước nữa, chỉ cần sử dụng chỉ xích thiên nhai, thì thường có thể thắng ngay trong chốc lát rồi. Chỉ là đối với các cao thủ võ thuật có thực lực cách xa nhau quá, thì tác dụng của chỉ xích thiên nhai không nhiều lắm. Nói tóm lại, bây giờ xem như cũng là một thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, trong lòng Tô Thương cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Rất nhanh, trời đã sáng lên rồi, ánh mặt trời ấm áp ở trên cao chiếu xuống. Tô Thương từ trên lầu 3 đi xuống, đến phòng khách. Đại thiếu gia, Quách Ý bước lên trước, một mực cung kính chào hỏi. Tô Thương gật gật đầu, sau đó nhìn lên người của Quách Ý, hài lòng nói, không tệ, tông sư sơ kỳ, ở Giang Bắc này coi như là cũng được xếp lên hàng phía trước rồi. Cảm ơn đại thiếu gia đã đào tạo, Quách Ý khom lưng xuống, cung kính nói, trên mặt viết đầy hai chữ kính nể. Lúc trước, anh ta tôn kính Tô Thương là bởi vì thân phận đại thiếu gia của Tô Thương. Sau đó, Quách Ý kính nể Tô Thương là bởi vì thực lực của Tô Thương. Từ đó suy đoán ra Tô Thương khả năng chính là Tô Huyền Thiên. Nhưng mà lúc đó sự tôn kính của Quách Ý đối với Tô Thương còn chưa mãnh liệt như vậy. Nhưng mà bây giờ đã khác, Quách Ý sợ đến ngây người, trong lòng tôn thờ Tô Thương như thần linh. Vẻn vẹn chỉ tiện tay ném đi một luồng năng lượng, thì mình có thể tùy tiện hấp thu mà đạt được đến cảnh giới tông sư. Lại thủ đoạn này thật là kỳ diệu, nếu nói ra thì không có ai dám tin, quá sức kinh hãi mà. Lại thêm, Quách Ý luôn có một cảm giác giữa mình và đại thiếu gia dường như có một loại liên hệ nào đó, mạng sống của mình, đại thiếu gia đều có thể tùy tiện lấy đi. Thậm chí, đại thiếu gia không cần phải động tay, chỉ cần có một ý niệm thôi thì mình chết chắc không cần nghi ngờ. Bởi vậy, mới dẫn đến việc Quách Ý đối với Tô Thương đã tôn kính lại còn sợ hãi quyết định thề sống, thề chết cũng phải trung thành với đại thiếu gia. Làm cho tốt đi, tôi thích những người thông minh. Chỉ cần cậu nghe lời của tôi đừng nói tông sư. Tô Thương khẽ cười nói, đợi một thời gian nữa, tôi thậm chí còn có thể nâng đỡ cậu trở thành một minh chủ võ lâm, chi phối cả một giới võ thuật. Cảm ơn đại thiếu gia, Quách Ý kích động vô cùng, biểu cảm viết đầy hai chữ cung kính. Lâu đinh, Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó lại dò hỏi, cô bé ở trong biệt thự đi đâu rồi? Dạ thưa, đại thiếu gia. Dù tiểu thư đã đi học rồi. Quách Ý trả lời. Đi học, Tô Thương nhíu mày nói, ai đưa cô bé đi? Trường học có xe đưa đón, trực tiếp dừng ở trước cổng của biệt thự. Quách Ý lại nói tiếp, vốn dĩ dì phủ định đi cùng đến trường mẫu giáo, nhưng mà thầy giáo đi cùng không đồng ý, nói là các bạn nhỏ phải tự lập, phụ huynh không được tham gia cùng. Biết rồi. Tô Thương gật đầu, xe của nhà trường, chắc là khi Lý Nguyệt đăng ký đã sắp xếp xong rồi. Như vậy cũng tiện không cần phải đưa đón nữa. Lát sau, Tô Thương nhìn một vòng phòng khách của biệt thự thì không phát hiện ra bóng dáng của dì phù, bèn hỏi, đúng rồi, dì phù đâu, sao mà không ở trong biệt thự?
dì phụ chắc là trở về trang viên rồi. Tốt quá rồi. Tô Thương nghe thấy lời này, nhất thời mừng rỡ, hai ngày nay anh quá bực dì phụ rồi. Ngày hôm đó, nếu như không phải là dì phụ, có lẽ anh và Lý Nguyệt ở trên sofa phòng khách đã có thể làm được chuyện đó rồi. Về lại trang viên thì tốt, về trang viên thì tốt. Đại thiếu gia. Lúc này, Quách Ý cười nói, cậu đừng vui mừng quá sớm, dì phu nói ở trang viên có trồng một ít rau thơm, mọc rất là tốt, lần này trở về trang viên chắc là để hái rau thơm mà thôi. Hái rau thơm sao? Đúng vậy, dì phu nói là tự mình trồng thì an toàn hơn nữa cũng không tốn tiền mua, bà ấy thích nhất là ăn rau thơm. Quách Ý tiếp tục nói, nếu như mà không có gì bất ngờ xảy ra, thì hôm nay dì phu sẽ trở về biệt thự ven sông. Tô Thương đen sầm mặt lại, trong lòng vô cùng không chờ đón dì phù, nhưng mà đối phương đã vì nhà họ Tô mà cực khổ cả một đời, bây giờ đã về già rồi, Tô Thương cũng không tiện đuổi dì phù đi. Thôi bỏ đi, tùy bà ấy vậy, bà ấy vui là tốt rồi. Quách Ý, tôi ra ngoài một chuyến, biệt thự bên này có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho tôi biết. Tiếp theo đó, Tô Thương để lại câu nói rồi rời khỏi biệt thự ven sông. Nửa tiếng sau, Tô Thương lái xe đến trước một quán cà phê. Quán cà phê đã lâu không gặp, nằm ở vị trí náo nhiệt nhất của Giang Bắc. Nó được trang trí theo dạng cổ điển, bên trong thì phát những bài hát du dương, nhẹ nhàng, không phải là rock and roll, bầu không khí vô cùng thoải mái. Tô Thương dừng xe lại, nhìn đồng hồ, cũng đã gần 10 giờ rồi, anh liền hoán đổi thành Tô Huyền Thiên, bước nhanh vào quán cà phê. Lâu đinh. Giờ này. Người ở trong quán cà phê cũng không đông lắm, yên tĩnh, thật là yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng nhạc đang phát ra. Sau khi vào quán cà phê, Tô Thương ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ một người con gái đang ngồi gần cửa sổ, anh chăm chú quan sát. Cô gái đó mặc một chiếc váy trắng, dáng người thon thả, trên mặt mang một mặt nạ bươm bướm màu tím, yên tĩnh ngồi ở gần cửa sổ. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, nhưng khí chất tỏa ra từ người cô ấy lại có thể nói cho mọi người biết, cô ấy chắc chắn là một đại mỹ nhân. Nhưng mà, người con gái này thu hút Tô Thương, hoàn toàn không phải là cái gọi là khí chất đó, mà là khí tức của cô ấy. Mặc dù không có phát hiện ra được chân khí ở trên người cô ấy, nhưng mà Tô Thương quả quyết người con gái này không hề đơn giản. Bởi vì, khí tức của cô ấy không hề giống với người bình thường, bình ổn kéo dài. Còn hơn xa cả võ giả cảnh giới tông sư. Người luyện võ tu luyện mỗi khi ẩn giấu thực lực thì Tô Thương đều không cảm nhận được sự tồn tại chân khí, đây mới là cao thủ khủng khiếp nhất đó. Người con gái mang mặt nạ bươm bướm tím đó, dĩ nhiên chính là Thiên Sơn Tuyết. Lúc này, cô ấy nhìn thẳng vào mắt của Tô Thương, nở một nụ cười, rồi khẽ vẫy tay nói, Tô thiếu gia. Không cần cô ấy nói, Tô Thương cũng đã đi tới. Chỉ liếc nhìn qua một cái, thì Tô Thương đã xác định được thân phận của người con gái này, chắc chắn là minh chủ cửu môn, không cần phải nghi ngờ. Rất nhanh, Tô Thương đi về chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống đối diện với Thiên Sơn Tuyết, dịu dàng cười nói, Thiên Sơn Tuyết tiểu thư, ngại quá, để cô chờ lâu rồi. Tô thiếu gia, lần đầu gặp mặt, anh đã đến trễ, khó tránh việc thiếu tôn trọng tôi rồi. Vừa mở miệng nói thì Thiên Sơn Tuyết đã thản nhiên hạ uy thế của Tô Thương xuống. Ha ha! Chị Minh Chủ, chị là Minh Chủ của chợ đen cửu môn, quyền cao chức trọng, sẽ không so đo với tôi chứ? Tô Thương mỉm cười, rồi bưng ly cà phê ở bên cạnh Thiên Sơn Tuyết nhấp một ngụm. Theo như anh thấy, thì người con gái trước mặt có thực lực mạnh như vậy không biết là lão yêu quái tu luyện bao nhiêu năm rồi, tuổi tác thực tế thì không quá lớn, nhưng chắc cũng chỉ là thuật chú nhan mà thôi. Thuật lưu giữ nhan sắc. Mặc dù hệ thống luyện võ không bằng tu chân nhưng chắc cũng có vài thủ đoạn đặc biệt, lưu giữ thanh xuân chắc cũng không khó. Cho nên, Tô Thương quả quyết rằng Thiên Sơn Tuyết chính là một bà già, mình gọi bà ta là chị gái, chắc bà ta sẽ vui lòng hơn nhỉ. Dỗ dành minh chủ vui vẻ rồi thì đá năng lương không phải là muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu sao. Ly của tôi. Lâu đinh. Thiên Sơn Tuyết nhìn thấy Tô Thương dùng ly của mình uống nước. Khuôn mặt lạnh lùng như băng lóe lên một tia ngượng ngùng. Chị Minh Chủ, chị nói gì? Tô Thương nhìn thẳng vào Thiên Sơn Tuyết nói. Không có gì. Thiên Sơn Tuyết lập tức lấy lại phong thái lạnh lùng như băng,
thản nhiên nói, Tô Huyền Thiên, tôi không nói nhảm nhiều nữa, chúng ta cứ nói thẳng vào vấn đề nhé, cậu bằng lòng gia nhập Liên Minh Cửu Môn không? Liên Minh Cửu Môn? Tô Thương nghe thấy như vậy, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, Cửu Môn của các chị, thực lực rất lớn sao? Lớn, Thiên Sơn Tuyết gật đầu trước rồi sau đó nghi hoặc nói, Tô Thiếu Gia, cậu còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể giết được Bán Địa Tông, trên người còn có phù lục thượng cổ, cổ pháp nuôi dưỡng sủng vật, chắc hẳn là cũng đến từ một thế lực cổ giả cường đại nhỉ, lẽ nào không biết đến sức ảnh hưởng của chợ đen Cửu Môn sao? Tô Thương thuận tiện giải thích nói, tôi trước giờ chỉ lo tập trung tu luyện, làm gì có thời gian đi tìm hiểu mấy thứ này. Thì ra là vậy. Thiên Sơn Tuyết cười nói, nếu đã như vậy thì tôi giải thích đơn giản một chút nhé. Liên minh chợ đen Cửu Môn chúng tôi, ý nghĩa như tên gọi, do 9 thế lực cùng nhau lập nên, thế lực của chúng tôi, trải rộng khắp mọi nơi, nơi nào cũng đều có bóng dáng của chợ đen Cửu Môn. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, trong giới võ thuật, chợ đen Cửu Môn chúng tôi gần như chỉ sau 3 thế lực khác. Thứ nhất là vùng đất cúng tế trời đất, thứ hai là vùng đất giữa núi và biển, thứ ba chính là nơi sâu nhất của vân vụ. Mà 3 thế lực này đều là các đại môn phái, truyền thừa ngàn năm, địa vị không thể lay chuyển, bất kỳ thế lực mới xuất hiện nào cũng không thể lung lay được. Ngữ khí của Thiên Sơn Tuyết bình thản nói, chợ đen Cửu Môn của chúng tôi mới thành lập được vài chục năm, đang phát triển rầm rộ. Ngoại trừ 3 thế lực trên, chúng tôi cũng không phục bởi bất kỳ ai. Chỉ cần 3 thế lực lớn không ra mặt, thì bất kỳ môn phái nào dù lớn hay nhỏ, trong giới võ thuật cũng đều phải nể mặt Liên Minh Cửu Môn chúng tôi. Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói, Tô Huyền Thiên, bây giờ tôi đại diện cho Liên Minh Cửu Môn, lần nữa mời anh gia nhập. Tô Thương khẽ cười, rồi ra điều kiện nói, các chị thật là mạnh, nhưng tôi có thể đạt được cái gì tốt chứ? Đương nhiên. Nếu như cậu gia nhập Liên Minh Cửu Môn, dựa vào thiên phú của cậu, thì sẽ được Liên Minh huấn luyện đặc biệt. Thiên Sơn Tuyết gật đầu nói, vũ khí, dược liệu, nội công tâm pháp, cậu đều có thể tùy ý dùng. Hơn nữa, chúng tôi cũng không cần cậu phải rút ra khỏi môn phái trước đó của cậu. Cậu sẽ giống như là một thành viên khách mời của Liên Minh Cửu Môn, tận hưởng tài nguyên của Liên Minh, sau khi lớn mạnh thì vì Liên Minh mà ra sức. Còn nữa, lần này tới... Tôi đã chuẩn bị 200 viên đá năng lượng, không cần biết cậu có đồng ý gia nhập Liên Minh hay không, 200 viên đá năng lượng này, Minh chủ tôi đều tặng cậu vô điều kiện. Thiên Sơn Tuyết nhìn Tô Thương nở một nụ cười, Tô Thiếu Gia, mời cậu đưa ra lựa chọn. Lâu Đinh, rất có sức hấp dẫn nha. Tô Thương có chút dao động rồi, bây giờ anh đang thiếu một chỗ dựa, Dược Phương Điện vẫn chưa xác định chắc chắn, ngược lại Liên Minh Cửu Môn lại chủ động ném một cành ô liu. Xem ra cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng mà, có những chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng mới được. Suy nghĩ như vậy, Tô Thương nhìn Thiên Sơn Tuyết rồi dò hỏi, chị Minh Chủ, Liên Minh Cửu Môn là do 9 thế lực tạo thành, lời nói của chị ở trong Liên Minh có trọng lượng không? Mặc dù tôi là Minh Chủ Cửu Môn, nhưng cũng có sự ràng buộc, Liên Minh Cửu Môn không chỉ dựa vào một lời nói của tôi, 9 đại môn chủ hợp lại thì cũng có thể bác bỏ được quyết định của tôi. Thiên Sơn Tuyết dừng lại một lúc, rồi thành thực nói, nhưng tôi có thể bảo đảm với cậu, những đãi ngộ lúc nãy tôi nói với cậu, chắc chắn có thể đáp ứng cho cậu, chỉ cần cậu đi đến căn cứ của Liên Minh Cửu Môn chúng tôi, ở đó tu luyện, hoàn toàn sẽ không phải lo đến những vật dùng để tu luyện. Còn phải đi đến căn cứ của Liên Minh Cửu Môn sao, vậy thì thôi đi. Tô Thương nghe đến đây thì lập tức bỏ cuộc, bây giờ rắc rối của nhà họ Tô vẫn chưa được giải quyết, anh không thể rời đi được. Hơn nữa, tình hình của chợ đen Cửu Môn quá phức tạp rồi, do 9 thế lực hợp thành, chắc chắn không cùng một suy nghĩ được, quyết định của Minh Chủ mà còn thể bị bác bỏ nữa. Loại tổ chức này, mặc dù ngoài mặt thì mạnh nhưng chỉ cần nội bộ bên trong có một vết nứt thì nó sẽ toát ra nhanh chóng, và sau đó sẽ là cảnh chia năm xẻ bảy. Quan trọng nhất là, Tô Thương đi đến chợ đen Cửu Môn cũng chỉ là một hậu bối có thiên phú không tệ, không có địa vị gì. Nếu như Tô Thương gặp nạn hoặc bản thân chọc tới một rắc rối lớn gì, thì Liên Minh Cửu Môn chắc chắn sẽ không vì mình mà đối nghịch với một tông phái võ thuật cường đại nào. Thà rằng như vậy, thì chẳng bằng lựa chọn Dược Phương Điện làm chỗ dựa cho rồi, dựa vào y thuật của mình, đánh bại dần các bác sĩ của Dược Phương Điện, đơn giản trở thành bánh ngọt của Dược Phương Điện. Bởi vậy, Tô Thương quyết định từ bỏ lời mời của Cửu Môn. Vậy được rồi, Tô Thiếu Gia.
tôi tôn trọng quyết định của cậu, hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè với nhau. Thiên Sơn Tuyết yên tĩnh lạ kỳ, hoàn toàn không có níu kéo gì với Tô Thương, mà cười nói, về phần 200 viên đá năng lượng, cũng đã đến Giang Bắc rồi, cậu tùy lúc có thể đến chợ đen Cửu Môn tìm Lưu Huy mà lấy. Cảm ơn chị Minh Chủ, thực sự là hổ thẹn mà, không gia nhập Liên Minh Cửu Môn, lại lấy đi nhiều đá năng lượng của các chị như vậy. Tô Thương có chút áy náy nói. Ha ha! Lúc này, ánh mắt của Thiên Sơn Tuyết sáng như đuốc nhìn Tô Thương, mỉm cười nói, Tô thiếu gia, tôi rất thích ăn lẩu, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, nếu như anh thấy hổ thẹn thì không bằng mời tôi ăn bữa lẩu đi. Ăn lẩu sao? Ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên người Thiên Sơn Tuyết, ai mà biết được dưới tấm mặt nạ bươm bướm kia, gương mặt trông như thế nào, nhỡ may xấu thì sao? Còn nữa, bà già này, đã tu luyện nhiều năm như vậy, còn đóng giả thành một thiếu nữ hơn 20 tuổi, cũng không thấy xấu hổ à? Phản ứng đầu tiên của Tô Thương là từ chối. Lâu đinh. Nhưng suy đi tính lại, đối phương đã tặng cho mình nhiều đá năng lượng như vậy, nếu từ chối thì có vẻ như không hợp tình hợp lý lắm. Huống hồ, bản thân đã tu luyện gần 10 vạn năm rồi, tuổi tác cũng lớn hơn bà già đó, không thể phân biệt đối xử với người lớn tuổi được. Thế là Tô Thương lại đồng ý, khẽ cười nói, được, không vấn đề gì, đi thôi, tôi biết một quán lẩu, hương vị cũng được đấy. Nếu vậy, thì cảm ơn Tô thiếu gia nhé. Thiên Sơn Tuyết gật đầu rồi nở một nụ cười. Sau đó, hai người đứng dậy, chuẩn bị đi ra quán cà phê. Đúng lúc đó, quán cà phê phát một bài hát tên là Lâu rồi không gặp. Em đã đến, thành phố của anh. Khi đi qua con đường của anh, tưởng tượng ra, ngày tháng không có em. Anh như thế nào, cô đơn? Chấm 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 chấm. Nghe thấy bài hát này, bước chân của Thiên Sơn Tuyết bỗng ngừng lại, đứng tại chỗ một cách ngơ ngác. Tô Thương có chút nghi ngờ, lẽ nào chị gái Minh Chủ tức cảnh sinh tình, nhớ lại chuyện cũ gì rồi à? Nghĩ đến đây, anh ấy liền không làm phiền, chỉ đứng bên cạnh Thiên Sơn Tuyết, yên lặng nghe nhạc. Anh có thể đột nhiên xuất hiện không? Tại quán cà phê góc đường. Em sẽ nở một nụ cười, vẫy tay chào hỏi, ngồi xuống trò chuyện, với anh. Chấm chấm chấm. Bài hát, vẫn tiếp tục. Thiên Sơn Tuyết nhìn Tô Thương, đôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ cực kỳ phức tạp. Tô thiếu gia, có thể nghe hết bài hát này rồi rời đi được không? Thiên Sơn Tuyết lạnh lùng nói. Đương nhiên có thể rồi. Tô Thương sờ tay lên mũi, gật đầu đồng ý, hơn nữa còn cười nói, chị Minh Chủ, có vẻ như chị đang nhớ đến chuyện cũ xót xa trong lòng à, có tiện nói với tôi không? Thiên Sơn Tuyết chỉ để lộ ra một nụ cười, không hề trả lời câu hỏi của Tô Thương. Tô Thương biết điều liền ngậm miệng lại, cùng nghe bài nhạc với Thiên Sơn Tuyết. Em muốn gặp anh nhiều đến mức nào? Nhìn xem gần đây anh đã thay đổi rồi. Không nói chuyện ngày xưa nữa, chỉ là hỏi han thôi. Nói với anh một câu, chỉ là nói một câu thôi. Lâu rồi, không gặp. Chấm. Lâu đinh. Rất nhanh, bài hát đã kết thúc. Thiên Sơn Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ, khóe mắt hơi rưng rưng, nhìn Tô Thương từ đầu đến cuối không rời. Đúng đó. Cô ấy đã phát hiện ra, Tô Huyền Thiên ở trước mặt mình, từng là công tử ăn chơi trác táng đỉnh cao, Tô Thương. Tối hôm qua, Thiên Sơn Tuyết biết được chuyện này. Ngay từ đầu, cô ấy đã vô cùng bất ngờ, không ngờ rằng 5 năm ngắn ngủi, sự thay đổi của Tô Thương vậy mà lại lớn đến như vậy. Từ một người bình thường, rồi biến hóa nhanh chóng thành một thanh niên tuấn tú có thể so sánh với một nửa với địa tông. Trong giới luyện võ này, đều thuộc về thiên phú đỉnh cao rồi. Người khác có thể không hiểu, nhưng Thiên Sơn Tuyết với tư cách là một minh chủ của Liên Minh Cửu Môn, đối với thực lực lớn mạnh của các tông phái lớn, thì như đi guốc trong bụng. Vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, ba tông phái lớn này, đã chiếm lấy ba ngọn núi nổi tiếng này. Tình hình bên trong khó lường, bọn họ nhất quyết giấu đi hết những thế hệ trẻ lớn mạnh, chẳng qua cũng chỉ là địa tông mà thôi. Tông phái khác, thì không cần nhắc đến nữa, đến cả địa tông cũng không có, tông sư dưới 30 tuổi, lại càng ít đi. Sau khi biết được Tô Thương là Tô Huyền Thiên, Thiên Sơn Tuyết lại càng thêm bất ngờ, nhưng cảm giác nghi ngờ thì vẫn nhiều hơn. Cậu ấy, sao lại tu luyện chứ? Nhưng nghĩ đến bối cảnh mẹ của Tô Thương, thì Thiên Sơn Tuyết cũng đã hiểu ra phần nào,
có thể chính mẹ của Tô Thương đã để lại cho cậu ấy tài nguyên tốt nào đó cũng nên. Khi vừa đến Giang Bắc, Thiên Sơn Tuyết không hề đồng ý gặp mặt Tô Thương. Vì cô ấy cảm thấy, sau khi Tô Thương và mình là người của hai thế giới khác nhau, bản thân không tiện gặp Tô Thương, nếu không thì chỉ thêm phiền phức cho anh ấy mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác, cô ấy tin sau khi Tô Thương trưởng thành, thì có thể đứng bên cạnh mình mà không phải chịu sự chất vấn của bất kỳ người nào. Cho nên, tối qua cô ấy đã gọi điện thoại cho Tô Huyền Thiên, hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt. Đương nhiên, Thiên Sơn Tuyết vẫn có sự kiêng dè, bây giờ thực lực của Tô Thương, trong thế hệ trẻ thì rất mạnh, nhưng vẫn không bằng được cao thủ của thế hệ trước. Cô ấy không muốn gây thêm phiền phức cho Tô Thương, hơn nữa, bây giờ Tô Thương dùng thân phận của Tô Huyền Thiên hành tẩu giang hồ, cũng là muốn che giấu đi thực lực, từ từ trở lên lớn mạnh. Thêm vào đó, bản thân mình và Tô Thương, ban đầu vì một đêm sai lầm. Nói chung, suy đi tính lại, cuối cùng Thiên Sơn Tuyết vẫn không dùng thân phận của Giang Tuyết Nhi để đến gặp Tô Thương. Giống y như lời bài hát trong khúc nhạc kia, lần gặp mặt này, không nói đến chuyện ngày trước nữa, chỉ là hỏi tha chỉ là hỏi thăm. Giờ phút này, Thiên Sơn Tuyết hít một hơi thật sâu, nhìn sang Tô Thương, ánh mắt thì rối bời, không kìm được mà nói nhỏ tiếng, lâu rồi. Không gặp. Lâu đinh. Ha ha. Tô Thương gật đầu, không hề phát hiện ra Thiên Sơn Tuyết đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, bèn nói chị Minh Chủ nói không sai, quả thực bài hát này tên là Lâu Rồi Không Gặp, khá hay đấy. Chàng trai ngốc này. Ai nói tên bài hát chứ, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Thiên Sơn Tuyết liếc nhìn Tô Thương một cái, rất nhanh liền thu lại ánh mắt thâm tình của lại, lạnh lùng nói, hay đó, chúng ta đi thôi. Sau đó, Tô Thương và Thiên Sơn Tuyết cùng nhau đi ra khỏi cà phê Lâu Rồi Không Gặp, rồi đến một quán lẩu, đặt một phòng riêng, hơn nữa còn gọi không ít đồ ăn. Chị Minh Chủ, quán lẩu này vào mấy hôm trước tôi đã từng đến rồi, hương vị cũng được. Sau khi đi vào phòng riêng, Tô Thương cười nói. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười, xem ra, chúng ta cũng có chung sở thích đó chứ, cậu cũng thích ăn lẩu ha. Tô Thương lại nói, tôi không thích, nhưng vợ tôi thì thích. Vợ cậu sao, Tô Thiếu Gia, cậu kết hôn rồi à? Vợ sắp cưới thôi, nhưng tình cảm của chúng tôi khá tốt, chắc cũng sắp kết hôn rồi. Tô Thương cười. Thiên Sơn Tuyết bỗng khựng lại, không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, mà lại hỏi, Tô Thiếu Gia, tôi vô cùng tò mò, cậu cần nhiều đá năng lượng như vậy để làm gì? Bí mật. Tô Thương nhìn về phía Thiên Sơn Tuyết, khẽ cười nói, nhưng... Nếu chị Minh Chủ muốn biết, thì tôi có thể nói với chị, nhưng mà, chị phải tháo mặt nạ xuống, để tôi thấy được gương mặt của chị, chúng ta cũng nên trao đổi bí mật cho nhau chứ nhỉ. Thiên Sơn Tuyết nhếch miệng lên nói, khi đeo mặt nạ lên, tôi đã từng nói, người đầu tiên tháo mặt nạ của tôi xuống, thì phải cưới tôi làm vợ, Tô Thiếu Gia, cậu chắc chắn muốn tháo mặt nạ xuống chứ. Khụ khụ, vậy thì thôi đi. Nghe thấy câu nói này, Tô Thương cũng sợ luôn. Ngậm miệng vào ngay tức khắc. Thiên Sơn Tuyết thoáng chút thất vọng, nhưng rồi lại biến mất, không hề bị Tô Thương phát hiện ra. Bữa ăn này kéo dài khoảng một tiếng, Tô Thương cũng tinh ý, lấy lý do có việc, để rời khỏi quán lẩu trước. Bây giờ, trong phòng riêng của quán lẩu, chỉ có một mình Thiên Sơn Tuyết thôi. Tô Thương, anh khiến tôi bất ngờ thật đấy, không ngờ rằng anh lại che giấu kín như vậy. Hy vọng anh có thể chín chắn lên. Đừng làm tôi quá thất vọng. Phục vụ, tôi muốn gọi thêm món, mang một đĩa rau thơm lên, à không, tôi muốn ba đĩa. Sau khi rời khỏi quán lẩu, Tô Thương đi thẳng đến chợ đen Cửu Môn, ở phòng trên tầng 2 thì gặp Lưu Huy và Vương Trại. Giờ phút này, Lâu Đinh, trong phòng có hai khay đựng đồ bằng gỗ, trên mặt mỗi khay, đều xếp chật kín 100 viên đá năng lượng. Tô Thiếu Gia, lúc này... Lưu Huy nói với giọng cung kính, đây là một chút tấm lòng của Minh Chủ chúng tôi, 200 viên đá năng lượng. Ngoài ra, tôi và Vương Trại đã sưu tập được 10 viên, để bày tỏ tấm lòng của mình. Vừa nói xong, Lưu Huy lấy ra một cái túi gấm, đặt lên trên mặt khay bằng gỗ, khuôn mặt tràn đầy sự kính nể nói, hy vọng Tô Thiếu Gia không chê. Các cậu, có lòng rồi. Tô Huyền Thiên khẽ cười, rồi vung tay một cái, đem khay đựng đồ và đá năng lượng. Thu vào nhẫn chứa đổ với nhau. Dường như chỉ trong chớp mắt, 200 viên đá năng lượng,
khay đựng đồ, cả túi gấm đựng 10 viên đá năng lượng. Toàn bộ đều mất hút. Lưu Huy và Vương Trại thấy cảnh này, hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Đây, lại là thủ đoạn gì nữa đây, thần kỳ quá đi mất. Trong lòng Lưu Huy và Vương Trại rất ngạc nhiên, cảm thấy không thể tin nổi, nhưng bọn họ rất thông minh, không hỏi dò quá nhiều, chỉ là càng kính nể Tô Thương hơn thôi. Lúc trước tôi đã đồng ý với các anh, sau khi lấy được đá năng lượng, thì sẽ giúp các anh đặt chân đến cảnh giới tông sư, chuyện tôi từng đồng ý, tất nhiên tôi sẽ không thất hứa. Tô Thương nhìn về phía Lưu Huy và Vương Trại, sau đó lấy ra hai khối linh khí, lần lượt đặt vào trong cơ thể hai người họ, luồng năng lượng này, không thuộc về chân khí, nhưng còn mạnh hơn vô số lần so với chân khí, hơn nữa lại dễ hấp thụ, sau khi hai người hấp thụ nó, có thể thành công đặt chân đến tông sư. Nhưng mà, các cậu phải chuẩn bị tâm lý trước, sau khi lợi dụng thủ đoạn này để thăng cấp lên thành tông sư, thì rất khó để tiến bộ đấy. Tô Thương nhắc nhở trước. Nghe thấy vậy, Lưu Huy và Vương Trại vô cùng kích động, căn bản không hề do dự một chút nào. Tô thiếu gia, dựa vào thiên phú của chúng tôi, vốn dĩ là không có duyên với tông sư, cả đời này cũng không thể nào chạm tới ngưỡng cửa tông sư này, bây giờ có cơ hội bày ra ngay trước mắt chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ không bỏ lỡ đâu. Hai tay Lưu Huy chắp lại, cảm kích nói cảm ơn Tô thiếu gia nhé. Không sai, chỉ cần đặt chân đến tông sư, cho dù sau này không tiến bộ lên được, chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện. Vương Trại cũng chắp tay lên nói, đại ân đại đức của Tô thiếu gia, tại hạ mãi mãi không quên. Ừ, Tô Thương gật đầu, sau đó nói các anh hấp thụ ở đây đi, tôi ở đây bảo vệ cho các anh. Cảm ơn Tô thiếu gia. Lưu Huy và Vương Trại đồng thanh nói, sau khi cảm ơn, lại ngồi xuống hấp thụ linh khí trong cơ thể. Tôi cảm thấy thực lực của tôi, không chỉ tăng lên gấp 10 lần thôi đâu. Lưu Huy và Vương Trại ngạc nhiên mừng rỡ lẫn lộn, sau đó đồng loạt quỳ xuống đất, cúi đầu về phía Tô Thương, cảm ơn, Tô thiếu gia. Đứng lên đi. Tô Thương lạnh lùng nói, bây giờ, hai người các anh là tông sư võ đạo, theo lý mà nói. Thì cả đời này cũng sẽ dừng lại ở cảnh giới này, nhưng mà... Tô Thương mỉm cười, nói lái sang cái khác, tôi có thể giúp các anh tiếp tục hấp thụ, các anh chỉ cần không ngừng siêu tập đá năng lượng, thì có thể thường xuyên hấp thụ, thậm chí là đặt chân đến địa tông, cũng không phải là chuyện khó gì. Địa tông sao? Lưu Huy nghe vậy, giọng nói bỗng run lên vì kích động. Vừa nãy, chỗ đá năng lượng của Tô Thương... Khiến bọn họ từ hóa kình rồi đặt chân đến tông sư, tự mình đã trải qua việc này, cho nên, anh ta không nghi ngờ lời nói của Tô Thương một chút nào hết. Tô thiếu gia, thật sự có khiến mình trở thành địa tông à? Nhưng đó là địa tông đấy, người luyện võ đích thực, trong một số tông phái, thậm chí cũng có thể làm cấp bậc của trưởng lão đó. Nếu như có thể trở thành địa tông, vậy sức ảnh hưởng của mình. Suy đi tính lại, Lưu Huy rất phấn khích. Vội vàng bày tỏ tấm lòng, Tô thiếu gia, thuộc hạ đồng ý đi theo làm tùy tùng cho ngài, không hề kêu than một câu nào hết. Vương Trại cũng phản ứng lại, nói một cách kính trọng, tôi cũng vậy. Tô thiếu gia, việc mà cậu giao phó, thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực cũng phải làm đến cuối cùng. Tôi không thích nghe những lời này, không thú vị gì hết, nhưng nếu các anh không phải là người thân tín của tôi, thì tôi cũng không có ý định bồi dưỡng hai anh đâu. Tô Thương nhìn về phía Lưu Huy và Vương Trại, nói ngắn gọn dứt khoát, nếu các anh muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn, thì bắt buộc phải làm đầy tớ của tôi, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Vào giây phút quan trọng, thậm chí là các anh phải phản bội chợ đen cửu môn, mọi thứ đều phải tuân thủ theo sự phân phó của tôi, lời nói của tôi, chính là thánh chỉ. Tô Thương lạnh lùng nói, các anh suy nghĩ cho kỹ đi, nhưng nhất định phải suy kỹ cho kỹ rồi hẵng trả lời. Đưa ra quyết định rồi thì không thể đổi ý được đâu. Còn có một cái các anh phải biết, dựa vào năng lực của tôi, có thể bồi dưỡng bất cứ ai, cho dù là một người luyện võ ám kình, tôi cũng có thể khiến anh ta mạnh lên rất nhanh. Tô Thương nói với giọng thản nhiên, tôi cho các anh cơ hội này, đó là vận may của các anh, không hề thể hiện rằng không thể thay thế các anh. Tô thiếu gia, Lưu Huy nghe thấy lời này, nghiến răng trả lời, tôi đồng ý đi theo cậu. Vương Trại đứng giữa việc chọn chợ đen cửu môn và trở thành kẻ mạnh, anh ta có do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được sự cám dỗ trở thành kẻ mạnh, nghiêm túc nói, tôi cũng đồng ý.
vậy được thôi. Tô Thương gật đầu hài lòng, sau đó khua tay, tiến hành giao ước biến hai người họ thành đầy tớ của mình. Lâu Đinh, khế ước chủ tớ, lập tức có hiệu lực. Trong chốc lát, sắc mặt của Lưu Huy và Vương Trại thay đổi rất nhanh, cảm thấy mạng sống của mình, hình như bị Tô Thương nắm giữ rồi, bỗng lẩm bẩm Tô thiếu gia, đây là chuyện gì vậy? Hai người các anh, đã là đầy tớ của tôi, bây giờ trong đầu tôi có một ý nghĩ, có thể khiến các anh xuống địa ngục mà không một tiếng động nào. Tô Thương lạnh lùng nói, cho đi và nhận lại, tỷ lệ thuận với nhau, muốn trở thành địa tông, thì phải cho đi một vài thứ gì đó. Xin nghe theo sự dặn dò của Tô thiếu gia. Lưu Huy và Vương Trại đã hiểu ra, chuyện đã đến mức này, thì không thể quay đầu được rồi, chỉ có thể sống chết thành tâm cống hiến hết sức lực cho Tô Thương thôi. Ừ. Sau khi thu phục được Lưu Huy và Vương Trại, Tô Thương liền rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Hai người này, thực lực tuy không mạnh, nhưng vẫn có cái dùng được ở bọn họ. Mặc dù hai người bọn họ, vì muốn biến thành mạnh hơn liền có thể trở mặt, phản bội chợ đen Cửu Môn. Nhưng, sau khi tiến hành khế ước chủ tớ, thì Tô Thương sẽ không sợ bị bọn họ phản bội. Bởi vì chỉ có bọn họ mới nảy sinh ra những ý định có hại cho Tô Thương, nên Tô Thương cũng nhận biết được điều này. Bây giờ, Tô Thương không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, việc khẩn trương trước mắt là trở về biệt thự ven sông, dùng đá năng lượng mà hôm nay mới kiếm được. Không lâu sau, Tô Thương thoát khỏi diện mạo của Tô Huyền Thiên, dùng diện mạo ban đầu xuất hiện ở biệt thự cạnh sông. Đại thiếu gia, Quách Ý chào hỏi một cách lễ phép. Ừ, tôi về phòng tu luyện, bất kỳ ai cũng không được làm phiền tôi. Tô Thương để lại một câu nói, rồi bước vào phòng của mình, ngồi xếp hàng, sau đó lấy hết đá năng lượng ở vòng tay chứa đổ ra. Hai ngày này, anh ấy giúp ba người Quách Ý, Lưu Huy, Vương Trại đột phá lên tông sư, tiêu hao mất một phần linh khí trong cơ thể, chắc là phải hấp thụ hai viên linh thạch hạ phẩm mới có thể hoàn toàn bồi bổ được. Hơn 200 viên đá năng lượng còn lại kia, phải sử dụng cẩn thận mới được. Tô Thương định chế tạo vài tấm phù lục, xem như át chủ bài, rồi bố trí một cái trận pháp tụ linh nho nhỏ, giúp Vương Phú Quý trở thành người tu luyện chân chính, phần đá năng lượng còn dư, thì dùng để đột phá cảnh giới. Tô Thương tính toán kỹ lưỡng, chỗ đá năng lượng này vừa đủ dùng. Tô Thương hạ quyết tâm, bắt đầu ra tay, trong phòng được bao quanh bởi những linh khí. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, tại trang viên nhà họ Đồng. Lâu Đinh, Đồng Văn Thắng đứng ngồi không yên, vẻ mặt thì nghiêm túc, nói lẩm bẩm, đến rồi, vị vô ảnh tông kia, vậy mà đã đến rồi, nên làm như thế nào mới tốt đây? Mấy ngày trước, Tô Huyền Thiên tại chợ đen Cửu Môn, dùng hết các thủ đoạn mới có thể chém chết Cát Bình. Ngay từ đầu, rất ít người nhận ra Cát Bình, nhưng từ từ, mọi người cũng nghe ngóng được. Tô Huyền Thiên giết trưởng lão vô ảnh tông, giới luyện võ lại được một phen xôn xao ồn ào. Sự việc này, rất nhanh chóng đã truyền đến vô ảnh tông. Tuy tầng lớp cấp cao của vô ảnh tông không biết vì sao Cát Bình lại đến Giang Bắc, nhưng việc này đối với danh tiếng của vô ảnh tông mà nói, đã bị ảnh hưởng cực lớn, vô ảnh tông không thể ngồi trơ mắt nhìn được. Không phải chỉ là một thanh niên tài giỏi, tuấn tú thôi hay sao? Dù nền tảng có vững chắc thế nào đi nữa thì sao lại có thể kiêu ngạo được nếu chưa mọc đủ lông đủ cánh chứ? Tầng lớp cấp cao của vô ảnh tông đã thông qua hội nghị bàn bạc, cuối cùng quyết định phái một vị trưởng lão, âm thầm xử lý Tô Huyền Thiên. Sở dĩ âm thầm ra tay là để tránh phiền phức, dù sao thì cũng không biết sau lưng Tô Huyền Thiên là thế lực to lớn cỡ nào. Mà nhà họ Đồng, với tư cách là gia tộc tại Giang Bắc phụ thuộc vô ảnh tông, tất nhiên phải phụ trách tiếp đãi vị trưởng lão này rồi. Chính ngay lúc này, Đồng Văn Thắng liền nhận được tin tức từ vô ảnh tông, để ông ta chuẩn bị kỹ càng mà nghênh đón tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão hả? Nếu là vị trưởng lão khác, Đồng Văn Thắng sẽ không thể sợ hãi như vậy, duy chỉ có tứ trưởng lão, mới khiến ông ta thật sự sợ hãi. Mặc dù nhà họ Đồng ở trong mắt vô ảnh tông không coi ra gì, nhưng Đồng Văn Thắng lại thường xuyên hối lộ mua chuộc đệ tử vô ảnh tông. Nên ông ấy biết được rất nhiều tin tức ngầm của vô ảnh tông. Theo như ông ấy biết, tứ trưởng lão vô ảnh tông tên là Lưu Vĩnh Húc, tên thì không có gì lạ, nhưng số cao thủ luyện võ chết trong tay ông ta thì nhiều không kể hết. Người này có tính hung tàn, vô tình, đáng sợ, nhưng thông thường thì tất cả những đối thủ bại trận dưới tay ông ta,
trước khi chết sẽ phải nhận lấy những tra tấn dã man. Lưu Vĩnh Húc giống như một tên biến thái, rất nghiện giết người, lấy việc tra tấn người khác làm niềm vui của mình, tiếng ác truyền khắp Vô Ảnh Tông. Đa số những đệ tử Vô Ảnh Tông khi nhìn thấy ông ta thì đều tái mặt vì sợ hãi, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Đồng Văn Thắng đi đến Vô Ảnh Tông nhiều lần như vậy, tất nhiên là cũng gặp qua Lưu Vĩnh Phúc rồi, đối với ông ta có ấn tượng rất sâu sắc. Có một lần nọ, Đồng Văn Thắng mãi mãi không thể quen được, ông ấy chỉ liếc nhìn Lưu Vĩnh Húc một chút, vậy mà bị dọa đến hai chân mềm nhũn ra, đến đi cũng đi không nổi luôn. Quan trọng hơn là, Lưu Vĩnh Húc không chỉ hung tàn, làm tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông, thực lực của ông ta mạnh phi thường, nghe nói đã đặt chân đến địa tông chân chính rồi. Lâu Đinh, một lão già biến thái như vậy, Đồng Văn Thắng chỉ nghĩ đến cũng thấy dọa đến sợ hãi. Lần trước, cậu chủ phải dùng hết thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng giết chết được Cát Bình đang ở cảnh giới bán địa tông. Đồng Văn Thắng cười khổ nói, bây giờ, Vô Ảnh Tông trực tiếp phái tứ trưởng lão đến, cậu chủ chắc chắn không phải đối thủ của ông ta, chuyện này phải làm sao mới được đây nhỉ? Nhất thời, Đồng Văn Thắng không biết phải làm sao. Thật ra, ông ấy không có thiện cảm với Vô Ảnh Tông, mấy năm nay Vô Ảnh Tông đều làm đủ mọi cách không ngừng vơ vét của cải nhà họ Đồng. Hơn nữa, bây giờ Đồng Văn Thắng và Tô Thương lại ký kết khế ước chủ tớ rồi, ông ấy biết mình và Tô Thương là người đang ngồi chung một thuyền, vì thế tất nhiên không muốn Tô Thương xảy ra chuyện gì. Nhưng lần này người đến Giang Bắc là quá mạnh, mạnh đến mức mà Đồng Văn Thắng vừa mới nghe đến tên, đã cảm thấy bấn loạn lên hết cả rồi. Cậu chủ trẻ như thế, thực lực mạnh mẽ như thế, sau lưng chắc chắn cũng có chỗ dựa. Sau khi tỉnh táo lại, Đồng Văn Thắng liền lẩm bẩm nói, hay là cứ thông báo cho cậu chủ biết trước đi, để cậu chủ sớm chuẩn bị, phòng khi bị đánh lén rồi trở tay không kịp. Nghĩ đến đây, Đồng Văn Thắng liền gọi điện thoại cho Tô Thương. Cùng lúc đó, tại biệt thư ven sông, Tô Thương vừa luyện chế ra một cái phù lục, liền cảm nhận được điện thoại di động trong chiếc vòng tay chứa đồ đang rung lên. Đồng Văn Thắng. Tô Thương lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua vào điện thoại hiển thị, nhịn không nổi mà đoán, ông có việc gì mà gọi cho tôi thế, lẽ nào Vô Ảnh Tông phái người đến Giang Bắc sao? Nghĩ như vậy, Tô Thương liền vuốt điện thoại lên trả lời luôn. Cậu chủ, xảy ra chuyện lớn không hay rồi, tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông là Lưu Vĩnh Húc, hôm nay sẽ đến Giang Bắc, mục đích để giết cậu chủ. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Đồng Văn Thắng. Quả nhiên là tôi đã đoán đúng. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hỏi, đừng lo lắng, cũng không cần phải vội vàng làm gì, ông cứ bình tĩnh lại rồi nói cho tôi biết, cái tên trưởng lão Lưu Vĩnh Phúc kia là thực lực gì. Địa tông sơ kỳ. Đồng Văn Thắng vội vàng nhắc nhở, cậu chủ, thực lực của Lưu Vĩnh Húc mạnh hơn nhiều so với Cát Bình, mà ông ta lòng dạ độc ác, rất khó đối phó, cậu tốt nhất là mời trưởng bối tông môn ra đối phó với ông ta mới được. Ha ha, tôi còn tưởng là lợi hại thế nào chứ, chẳng qua chỉ là địa tông sư sơ kỳ mà thôi, không đủ làm sợ đâu, tự tôi có thể nhẹ nhàng xử lý ông ta. Tô Thương tự tin cười cười, sau đó nói, Đồng Văn Thắng. Vị trí của biệt thự bờ sông chỗ tôi ở ông chắc là biết đường rồi chứ nhỉ. Đợi sau khi tứ trưởng lão đến Giang Bắc, ông cứ dẫn ông ta đến thẳng chỗ tôi là được. Tô Thương nhếch miệng nói, tôi sẽ khiến ông ta phải hối hận khi đến Giang Bắc. Vâng, Lâu Đinh. Đồng Văn Thắng nghe vậy, đột nhiên thở dài một hơi, cung kính đồng ý. Sau khi tắt điện thoại, ông ấy không chịu nổi mà đoán, cậu chủ nói tự mình có thể đối phó với địa tông sơ kỳ hay sao? Nhưng lần trước, lúc cậu chủ giết bán địa tông, rõ ràng là phải dùng hết toàn bộ, thậm chí là vận dụng cả thượng cổ phù lục mới có thể chém chết Cát Bình mà. Vừa mới qua mấy ngày, lẽ nào thực lực của cậu chủ lại tiến bộ hơn rồi, đã đặt chân đến địa tông rồi sao? Hay hoặc là nói, cậu chủ vẫn còn mạnh hơn cả thượng cổ phù lục sao? Nghĩ đến đây, mọi sự lo lắng của Đồng Văn Thắng hoàn toàn được tháo bỏ xuống, nở ra một nụ cười hiếm thấy. Bất luận thế nào, cậu chủ nói có thể đối phó được tứ trưởng lão, điều này làm cho Đồng Văn Thắng thấy yên tâm hơn rồi. Một bên khác, biệt thự bờ sông. Tô Thương cất điện thoại di động vào chiếc vòng tay chứa đồ, ánh mắt nhìn vào chiếc quần đùi phía trên. Lần đầu tiên lúc luyện chế phù lục, Tô Thương vẫn chỉ là luyện khí tầng thứ tư.
miễn cưỡng lắm mới có thể dùng 4 viên đá năng lượng chế tác phù lục. Nhưng bây giờ, Tô Thường đã đặt chân lên luyện khí tầng thứ 5, thực lực không chỉ vượt qua gấp đôi, mà hoàn toàn có thể đem linh khí của 20 viên đá năng lượng ngưng tụ vào trong một cái phù lục. Tròn 20 viên đá năng lượng. 4 viên đá năng lượng chế tạo thành một cái phù lục, đánh bất ngờ có thể đánh giết bán địa tông. Phù lục tấn công ẩn chứa 20 viên đá năng lượng, có lẽ địa tông chung, hậu kỳ cũng có thể đánh giết hết. Lúc này, Tô Thường khẽ nghiến răng, dùng 20 viên đá năng lượng làm thành một cái phù lục tấn công. Lần này không có tất rồi, anh ấy lại trực tiếp dùng chiếc quần đùi đã mặc trước đó để làm vật dẫn. Cái quần đùi này, có giá trị cao quá nha. Tô Thường nhìn vào chiếc quần bên cạnh, sau đó liền thu vào trong chiếc nhẫn lưu trữ. Một cái phù lục, tiêu hao mất 20 viên đá năng lượng, đây chính là con át chủ bài cuối cùng của anh ấy, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Tứ trưởng lão Vô Ảnh Tông, ha ha, ông đến thật đúng lúc, để tôi xem mình và địa tông có bao nhiêu chênh lệch. Tô Thường nhếch miệng lên, không hề có chút hoảng loạn nào. Mặc dù luyện khí tầng thứ 5 vẫn đánh không được người luyện võ địa tông, nhưng anh ấy có con át chủ bài, bất kể là huyết tế hay là quần cộc, đều có thể kết thúc địa tông sơ kỳ. Sau đó, Tô Thường vừa đợi tứ trưởng lão đến, vừa làm việc riêng của mình. Anh ấy đã luyện chế ra một chiếc phù lục tấn công rồi, nên không luyện chế ra cái phù lục khác nữa, mà là bắt đầu luyện chế tụ linh trận. Linh khí ở trái đất rất yếu, muốn bước vào hàng ngũ tu chân, quả thực là rất khó, chỉ có thể dựa vào tụ linh trận, để nâng cao mức độ linh khí dày đặc hơn, rồi mới có thể tăng thêm xác suất thành công. Loading. Chấm chấm chấm. Khoảng 3 giờ chiều, tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông Lưu Vĩnh Húc, đến nhà họ Đồng. Lần này, vì muốn ám sát Tô Huyền Thiên, nên Lưu Vĩnh Húc không khoa trương mà chỉ một mình gặp Đồng Văn Thắng. Kính cẩn nghênh đón tứ trưởng lão. Đồng Văn Thắng trước tiên là chào hỏi, sau đó nói, tứ trưởng lão, tôi đã tìm được tung tích của Tô Huyền Thiên rồi, tôi sẽ đưa ông đi giết anh ta. Ồ, Lưu Vĩnh Húc nghe vậy, hài lòng gật đầu, khen, Đồng Văn Thắng, ông làm việc nhanh chóng, tôi rất hài lòng, rất tốt, rất tốt. Lưu Vĩnh Húc. Tứ trưởng lão Vô Ảnh Tông, bình thường quan hệ rất tốt với Cát Bình. Lần này, sau khi nghe nói Cát Bình ở chợ đen cửu môn bị dằn vặt đến chết, ông ta giận không kiềm chế được. Tra tấn người khác, chính xác là điểm mạnh của tao đó. Vì thế, Lưu Vĩnh Húc chủ động xin đi giết giặc, đến Giang Bắc giết Tô Huyền Thiên, để báo thù cho người bạn tốt của mình. Ông ta vốn dĩ tưởng rằng phải mất mấy ngày mới điều tra ra được. Không ngờ rằng Đồng Văn Thắng làm việc lại suôn sẻ như thế, đã tra ra được vị trí của Tô Huyền Thiên rồi, điều này làm ông ta cảm thấy có phần bất ngờ. Tứ trưởng lão, đây đều là chuyện tôi nên làm mà. Đồng Văn Thắng trong lòng vẫn e ngại Lưu Vĩnh Húc, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, cúi đầu nói, tứ trưởng lão, chúng ta nhanh lên đường đi, ông là nhân vật lớn, chắc chắn là rất bận rộn, giết Tô Huyền Thiên rồi thì ông còn có thể đi làm những chuyện khác của mình nữa. Lưu Vĩnh Húc nghe vậy, trong lòng cực kỳ dễ chịu, càng nhìn càng hài lòng Đồng Văn Thắng, tác phong làm việc của ông, nhanh chóng quyết đoán, tôi rất thích, sau này đến Vô Ảnh Tông, cứ viết tên của tôi ra, không kẻ nào dám làm khó dễ ông hết. Cảm ơn tứ trưởng lão. Lưu Vĩnh Húc gật đầu, thản nhiên nói, đi thôi, đi giết Tô Huyền Thiên. Vâng, cứ như vậy, Đồng Văn Thắng lái một chiếc xe ô tô. Chở Lưu Vĩnh Húc đi thẳng đến biệt thự bờ sông. Khoảng nửa tiếng sau, hai người đã đến được nơi cần đến. Tứ trưởng lão, Tô Huyền Thiên ở ngay trong biệt thự, thực lực của tôi thấp kém, không giúp được gì cho ông, nên không theo ông vào trong được, tôi ở bên ngoài chờ tin tốt của ông nhé. Đồng Văn Thắng cung kính nói. Được. Lưu Vĩnh Phúc khẽ gật đầu, lập tức liền xuống xe đi thẳng vào biệt thự bờ sông. Ông ta vừa bước chân xuống xe. Đồng Văn Thắng liền gửi cho Tô Thương một tin nhắn, báo việc này với Tô Thương. Có điều. Loading. Không cần Đồng Văn Thắng thông báo, Tô Thương ngồi khoanh chân trong phòng, cũng đã phát giác ra được, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười. Đúng là địa tông sơ kỳ, chân khí dao động so với tông sư không giống nhau, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tô Thương đứng dậy, nhẹ nhàng cười nói, đồng thời liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ trong buổi trưa, anh ấy không chỉ luyện chế được chiếc quần đùi phù lục,
còn điều chế xong tụ linh trận, liền đặt ngay bên cạnh giường. Chỉ cần ngồi trên giường, thì có thể tăng cường hưởng thụ sức mạnh của tụ linh trận rồi. Nhưng mà muốn khởi động tụ linh trận, cần đặt một viên đá năng lượng ở vị trí của mắt trận. Sau khi tụ linh trận khởi động, thì linh khí bên trong đá năng lượng liền sẽ bắt đầu giảm bớt, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Lúc này, cần phải thay mới đá năng lượng mới có thể tiếp tục sử dụng tụ linh trận. Nếu như đem ra so sánh, thì tụ linh trận giống như đồ chơi chạy bằng pin, đá năng lượng tương đương với cục pin, pin không có điện thì chỉ có thể thay đổi pin mới, lúc đó mới có thể tiếp tục chơi cái đồ chơi chạy bằng điện này được. Vừa rồi Tô Thương thử một chút, tụ linh trận hiệu quả rất tốt, anh ấy dùng khoảng 1 giờ đồng hồ, thì tiêu hao khoảng 50 viên đá năng lượng, khoảng cách luyện khí tầng thứ 6 sẽ càng ngày càng gần. Nếu như không phải Vô Ảnh Tông phái người đến trước, Tô Thương có thể nắm chắc rằng trước khi chạng vạng tối, sẽ đặt chân được đến luyện khí tầng thứ 6, chỉ là sẽ tiêu hao số lượng lớn đá năng lượng mà thôi. Nhưng bây giờ, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, trước tiên cứ giải quyết người bên ngoài đã, rồi đột phá cũng không muộn. Đại thiếu gia, vừa đến phòng khách, Quách Ý sắc mặt nghiêm túc tiến đến nói, hình như có cao thủ tới, rất mạnh, ép tới tôi không thở nổi. Tôi biết rồi, để đó cho tôi xử lý. Tô Thương tràn đầy tự tin cười nói, đi thôi, theo tôi ra ngoài nghênh đón ông ta, để tránh làm bẩn sàn nhà. Vâng, Quách Hí cung kính đáp lại. Sau đó, hai người liền cùng nhau đi đến sân nhà của biệt thự. Rất nhanh, Tô Thương liền nhìn thấy một lão già tóc trắng bạc phơ, bình tĩnh đi tới. Trên người lão này, phát ra một luồng khí tức kinh khủng, bất cứ nơi nào ông ta đi qua, gió xoáy mặt đất, lá cây tung bay. Ông ta, chính là Lưu Vĩnh Húc. Lâu Đinh. Hai người, ai là Tô Huyền Thiên? Lúc này, Lưu Vĩnh Húc dừng bước lại, trầm giọng hỏi. Tô Thương bước về phía trước một bước, thản nhiên nói, là tôi. Ha ha! Ánh mắt của Lưu Vĩnh Húc, nhìn vào Tô Thương, sau khi cẩn thận quan sát tỉ mỉ, lạnh lùng nói, rất tốt, quả nhiên là thanh niên tài tuấn, mới 20 tuổi đã có thể đánh bại Bán Địa Tông. Đáng tiếc! Cậu giết nhầm người rồi, Cát Bình là bạn tốt của tôi, hôm nay, tôi nhất định phải báo thù. Lưu Vĩnh Húc lạnh lùng nói, Tô Huyền Thiên, lần này, cậu chạy không thoát được đâu, không ai cứu được cậu đâu. Lời này tôi nghe quen quá rồi, lần trước Cát Bình cũng nói với tôi như thế, kết quả là ông ta bị tôi băm thành 8 mảnh, thi thể chắc là đã thúi rồi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, tứ trưởng lão, ông chuẩn bị bị tôi xóa sổ hay sao? Sao cậu biết được tôi là tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông? Lưu Vĩnh Húc cau mày nói. Chuyện này tôi cũng không cần phải nói cho ông biết nhỉ. Tô Thương thản nhiên nói, bởi vì, ông sẽ nhanh chóng biến thành người chết, biết nhiều cũng vô dụng mà thôi. Ha ha, ngông cuồng. Lưu Vĩnh Húc cười lạnh nói, Tô Huyền Thiên, tôi đặt chân đến Địa Tông sơ kỳ nhiều năm rồi, trên tay dính đầy máu tươi, giết người vô số. Cậu là cái thá gì mà dám ăn nói bậy bạ trước mặt tôi chứ? Địa Tông sơ kỳ nhiều năm như vậy rồi sao? Đúng là thế vật, còn mặt mũi nói ra nữa hả? Tô Thương nhíu mày, sau đó khinh miệt nói ra, mặc dù thời gian tôi tu luyện không dài, cảnh giới cũng không cao như ông, chỉ là một Địa Tông, nhưng tôi tin chắc sẽ cùng ông đại chiến 300 hiệp. Ha 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 ha! Lưu Vĩnh Húc nghe vậy, giận dữ cười nói, rốt nát quá, chỉ là Địa Tông mà thôi. Còn đấu với tôi 300 hiệp sao? Coi như tôi nhường cậu 3 chiêu, cậu cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhường tôi 3 chiêu, Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, chuyện này là thật sao? Đương nhiên, Lưu Vĩnh Húc khinh thường nói, Tô Huyền Thiên, cậu lần trước giết Cát Bình, toàn dựa vào thượng cổ phù lục, không có thượng cổ phù lục, cậu là cái thá gì, nhường cậu 3 chiêu thì có làm sao chứ? Ông cũng thật là lợi hại quá. Tô Thương chịu không được mà duỗi ngón tay cái ra, sau đó cười nói, này, tứ trưởng lão, tôi bắt đầu ra tay, thực sự không cần đến 3 chiêu nhiều như vậy đâu, nhường cho tôi 1 chiêu là được rồi. Nói nhường 3 chiêu là 3 chiêu. Lâu Đinh, Lưu Vĩnh Húc bình tĩnh, cười lạnh nói, sau 3 chiêu, tôi sẽ lột sạch da cậu xuống, lọc sạch thịt trên người, rồi nghiền sạch từng chút một. Lưu Vĩnh Húc đang nói, Tô Thương bỗng nhiên chuyển động. Thi triển chỉ xích thiên nhai. Chỉ xích thiên nhai có thể dịch chuyển xa 20 mét. Khoảng cách giữa Tô Thương và Lưu Vĩnh Húc, vừa đúng trong khoảng 20 mét.
Vì thế, trong phút chốc, Tô Thương liền xuất hiện trước mặt Lưu Vĩnh Húc, quả đấm trên tay chứa đầy linh khí, đột nhiên đánh hướng tới ngực Lưu Vĩnh Húc. Lưu Vĩnh Húc dù sao cũng không thể ngờ được, Tô Thương nói ra tay là ra tay, hơn nữa tốc độ lại nhanh kinh khủng, căn bản không kịp phản ứng. Một chưởng này, tầng tầng lớp lớp đánh ở trước ngực Lưu Vĩnh Húc. Phù. Sau khi ngã xuống đất, Lưu Vĩnh Húc há miệng phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng đều tan nát hết, không còn cơ hội sống sót nữa. Cậu đây là, tư thế gì, ọc. Một câu cũng chưa nói xong, Lưu Vĩnh Húc liền mất đi ý thức, rất nhanh đã biến thành một cái xác. Trước khi chết, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và hoảng sợ, đến chết cũng không khi Tô Thương sẽ dùng chỉ xích thiên nhai. Tôi nói rồi, không cần để cho tôi ba chiêu. Tô Thương nhìn lướt qua cơ thể Lưu Vĩnh Húc, nhếch miệng lên, thản nhiên nói, bởi vì giết ông, một chiêu là đủ. Chiều nay, Tô Thương trên con đường luyện khí tầng thứ 5 lại tiến thêm một bước nữa, mặc dù vẫn chưa đặt chân lên luyện khí tầng thứ 6, nhưng đến gần vô hạn rồi, lực chiến đấu cũng được tăng lên. Hơn nữa, Lưu Vĩnh Húc chỉ xem Tô Thương là cảnh giới tông sư, không có phòng bị quá nhiều. Mà Tô Thương thi triển chỉ xích thiên nhai, trong phút chốc nắm đấm rơi xuống, lúc này mới có thể nhẹ nhàng giết chết Lưu Võ Húc. Sau khi giải quyết xong đối phương, Tô Thương trực tiếp thu cơ thể của ông ấy vào vòng tay chứa đồ. Tinh huyết của địa tông, rất có tác dụng với Bạch Miêu, tất nhiên không thể lãng phí được. Đúng lúc này, Đồng Văn Thắng từ trên xe chạy đến, hoảng hốt nói, cậu chủ, xảy ra chuyện rồi, tôi vừa mới nhận được tin, tam trưởng lão của Vô Ảnh Tông cũng muốn giết cậu, hơn nữa đã đến Giang Bắc rồi. Đồng Văn Thắng vẫn luôn ngồi ở trong xe, ngay từ đầu ông ta còn nghĩ rằng, Quách Ý ở bên cạnh Tô Thương là cao thủ do Tô Thương mời đến để đối phó với tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc. Nhưng rất nhanh, ông ta liền trợn tròn mắt. Lâu Đinh, cậu chủ vậy mà lại tự mình ra tay, thậm chí chỉ dùng một chiêu thôi đã đánh bại địa tông sơ kỳ, cái này có hơi quá khoa trương rồi. Phải biết là mấy ngày trước, cậu chủ giết chết Cát Bình ở cảnh giới bán địa tông còn phải tiêu hao rất nhiều sức lực, cuối cùng còn phải dựa vào phù lục thượng cổ mới có thể thắng được. Vừa mới qua mấy ngày, cậu chủ chỉ dựa vào thực lực của chính mình vậy mà có thể hạ được địa tông sơ kỳ. Khủng bố! Quá khủng bố mà! Đó là một quyết định rất đúng đắn khi tự mình đi theo cậu chủ mà. Ngay khi Đồng Văn Thắng còn đang đắc thắng thì bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đối phương tự xưng là tam trưởng lão của Vô Ảnh Tông, đến Giang Bắc để giết chết Tô Huyền Thiên, bây giờ đã đến sân bay Giang Bắc rồi, kêu ông ta đi đón ông ta. Sẵn tiện sắp xếp chỗ ăn ở cho ông ta. Tam trưởng lão. Trưởng lão của Vô Ảnh Tông là căn cứ vào thực lực mà xếp vị trí, tam trưởng lão chắc chắn là mạnh hơn so với tứ trưởng lão rồi. Đồng Văn Thắng nhận được tin tức này, thì một giây cũng không dám chậm trễ, vội vàng xuống xe thông báo cho Tô Thương biết. Tam trưởng lão, cũng đến rồi sao? Ha ha, Vô Ảnh Tông định giống như anh em Hồ Lô đi cứu ông nội sao, từng người một tìm đến cửa. Tô Thương nghe thấy như vậy, liền khẽ cười sau đó hỏi, Đồng Văn Thắng, giới thiệu về tam trưởng lão cho tôi. Vâng. Đồng Văn Thắng cung kính đáp lại, rồi nói tiếp, tam trưởng lão, tên là Đinh Tắc, nghe các đệ tử trong Vô Ảnh Tông nói, thì ông ta đã đạt đến địa tông trung kỳ rồi, từng đánh bại tứ trưởng lão trước mặt mọi người, thực lực thâm sâu khó lường. Cậu chủ, cậu xem bây giờ nên làm thế nào? Chỉ bằng tôi cầm chân ông ta mấy ngày, nói là không biết Tô Huyền Thiên đang ở đâu, để cậu chuẩn bị thêm. Đồng Văn Thắng dò hỏi. Không cần phiền phức như vậy. Tô Thương thản nhiên nói, địa tông trung kỳ mà thôi, còn chưa đủ để uy hiếp đến tôi, ông đi đón ông ta đi, cũng đừng về trang viên nhà họ Đồng, trực tiếp đến chỗ tôi. Đồng Văn Thắng do dự nói, nhưng mà, cậu chủ, tam trưởng lão Đinh Tắc rất là mạnh, tôi sợ cậu. Ha ha. Lẽ nào ông quên chuyện lúc nãy rồi sao? Tô Thương thản nhiên nói, tứ trưởng lão là địa tông sơ kỳ, cũng bị tôi một chiêu giết chết, yên tâm đi, tôi nắm chắc mà. Vâng. Đồng Văn Thắng giờ mới phản ứng lại, lúc nãy quá lo lắng nên quên mất chuyện này, thực lực của cậu chủ mạnh như vậy, sao lại sợ tam trưởng lão chứ? Tiếp theo đó, Đồng Văn Thắng tạm biệt Tô Thương xong, thì lái xe đến sân bay Giang Bắc đón tam trưởng lão Đinh Tắc. Về phần Quách Ý và Tô Thương thì đi về lại biệt thự, yên tĩnh chờ đợi tam trưởng lão dâng đến cửa. Lâu Đinh.
Trong lúc đó, Quách Hí nhìn lại mặt đất chắc chắn mình không hề bị lóa mắt, cái xác của tứ trưởng lão đã thực sự biến mất. Thủ đoạn của đại thiếu gia thật phi thường mà, một cái xác chết rõ rành rành như vậy, mà trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi nữa rồi, tài năng như thần mà. Quách Hí cảm khái, đồng thời càng kiên định quyết tâm đi theo Tô Thương hơn, anh ta nhìn về Tô Thương với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Sau khi về đến phòng, Tô Thương nhìn đá năng lượng một chút, đại khái còn hơn 100 viên. Giữ lại 20 viên, để giúp Phương Phú Quý trở thành người tu chân, mình còn có thể dùng hơn 100 viên. Bây giờ đã có tụ linh trận gia cố, Tô Thương có thể lợi dụng 100 viên đá năng lượng này cấp tốc đặt chân lên luyện khí tầng 6. Nói thật, Tô Thương bây giờ tự cho là chỉ cần dựa vào chỉ xích thiên nhai thôi thì đã có thể xử đẹp địa tông sơ kỳ, nhưng nếu như gặp địa tông trung kỳ thì anh có chút không nắm chắc lắm. Nhưng mà, từ biệt thự ven sông đến sân bay, đi đi về về cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tô Thương tự tin, trong khoảng thời gian này đã đủ để tấn cấp lên luyện khí tầng 6 rồi. Mặc dù anh chưa từng gặp qua địa tông trung kỳ, nhưng anh chắc chắn trung kỳ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Suy nghĩ như vậy, Tô Thương liền để đá năng lượng vào trong mắt trận pháp, khởi động tụ linh trận, bắt đầu cấp tốc hấp thu đá năng lượng. Chấm chấm chấm. Đồng Văn Thắng tới sân bay Giang Bắc, nhìn quanh bốn phía để tìm tam trưởng lão Đinh Tắc. Ông ta đã từng gặp tam trưởng lão, mặc dù không có giao lưu qua lại, nhưng vẫn nhớ rõ hình dáng của đối phương. Rất nhanh, Đồng Văn Thắng trong biển người mênh mông đã nhìn thấy tam trưởng lão Đinh Tắc. Ông ta không cao, tuổi tác còn lớn hơn so với tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc, trên mặt và cánh tay đã đầy nốt đồi mồi của người già. Tam trưởng lão, Đồng Văn Thắng bước lên trước rồi cung kính nói. Tam trưởng lão Đinh Tắc nhìn Đồng Văn Thắng rồi thản nhiên nói, ông chính là ông chủ nhà họ Đồng, tôi có chút ấn tượng với ông. Chính là tôi ạ, Đồng Văn Thắng cung kính gật đầu. Đinh Tắc gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, tôi và trưởng lão Cát Bình, vừa là thầy vừa là bạn, ông ta nhỏ hơn tôi một tuần tuổi, mặc dù chúng tôi đều là trưởng lão nhưng tôi xem ông ta như là vãn bối ở trong nhà. Bây giờ, Cát Bình đã chết ở Giang Bắc, tôi đương nhiên phải đến xem thử, và chính tay mình báo thù cho ông ta. Đinh Tắc nói tiếp, nhưng mà, mấy ngày nay tôi không ở tông môn, lúc trở về thì nghe nói tông môn đã sai tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc đi báo thù rồi. Lâu Đinh, nhưng, ông ta là thân phận gì chứ? Giết chết Tô Huyền Thiên thì chỉ có thể là tôi mà thôi, tôi muốn tự tay mình bẻ đầu Tô Huyền Thiên, để cúng tế cho Cát Bình, cho nên tôi mới một mình tới đây, hoàn toàn không có sự cho phép của đại trưởng lão. Đinh Tắc dặn dò nói, ông chủ Đồng, hy vọng ông giữ bí mật, tạm thời đừng nói cho đại trưởng lão biết, tránh để ông ta suy nghĩ nhiều, cứ tưởng là tôi muốn tranh công với Lưu Vĩnh Húc. Bởi vì Tô Huyền Thiên đã giết chết trưởng lão của Vô Ảnh Tông. Điều này đã gây ra tiếng vang lớn cho Vô Ảnh Tông, khiến Vô Ảnh Tông không thể ngóc đầu lên trước nhiều tông phái võ thuật. Thế là, tông chủ Vô Ảnh Tông dưới cơn tức giận đã nói người nào giết được Tô Huyền Thiên thì có thể có được một đóa tuyết liên hoa 5.000 năm. Tuyết liên hoa lâu năm như vậy, vốn có tác dụng kéo dài tuổi thọ, vô cùng chân quý. Mà tam trưởng lão Đinh Tắc đã già trên 80 tuổi rồi, khí huyết khô cạn, vô cùng mong muốn có được tuyết liên hoa 5.000 năm đó. Mấy ngày trước ông ta thực sự không có ở tông môn, cho nên nhiệm vụ này bị tứ trưởng lão giành mất. Sau khi biết được sự việc, Đinh Tắc nhất thời dao động, quyết định tới giành lại, đem theo đầu của Tô Huyền Thiên về tông môn tìm tông chủ để nhận thưởng. Vâng, tôi sẽ không nói lung tung cho ai biết. Đồng Văn Thắng mặc dù không biết được nguyên nhân sâu xa bên trong, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đinh Tắc hài lòng gật đầu, rồi lại hỏi, đúng rồi, ông chủ Đồng. Hôm qua tứ trưởng lão đã xuất phát rồi, lúc này đã đến Giang Bắc chưa? Đến rồi. Hơn nữa, cũng đã lạnh luôn rồi. Trong lòng Đồng Văn Thắng cười nhạo, nhưng ngoài mặt thì gật đầu nói, thưa tam trưởng lão, tôi đến giờ vẫn chưa gặp được tứ trưởng lão, có lẽ là trên đường gặp chuyện nên tới trễ rồi. Ha ha, như vậy thì tốt. Đinh Tắc mỉm cười, như vậy thì ông ta có thể giết chết Tô Huyền Thiên trước rồi, nghĩ đến đây. Đinh Tắc bèn nói, tôi vừa mới tới Giang Bắc, chắc hẳn cũng phải điều tra xem Tô Huyền Thiên đang ở đâu. Ông chủ Đồng, đi thôi, đưa tôi về trang viên của ông, tôi ăn cơm trước, nghỉ ngơi một lát. Tam trưởng lão. Đồng Văn Thắng nghe thấy như vậy,
liền trực tiếp nói, tôi đã biết chỗ ở của Tô Huyền Thiên rồi, bây giờ có thể đưa ông đi giết Tô Huyền Thiên, đương nhiên, nếu như ông mệt thì chúng ta có thể về trang viên trước cũng được. Cái gì? Đã điều tra được rồi sao? Ninh Tắc nghe đến đây lập tức mừng rỡ, hài lòng nhìn Đồng Văn Thắng, không khỏi tán thưởng nói, ha ha, ông chủ Đồng, ông làm việc cũng nhanh nhẹn đấy, tôi rất thích nha, ông không tệ mà. Người giết chết Tô Huyền Thiên thì sẽ có được Tuyết Liên 5.000 năm. Ninh Tắc đến Giang Bắc là vì muốn giành giết chết Tô Huyền Thiên trước Lưu Vĩnh Húc. Lâu Đinh, vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng phải tốn một thời gian thì mới có thể tìm được Tô Huyền Thiên, ông cũng chuẩn bị xong tâm lý để mà đối phó với lại tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc. Nhưng ai mà ngờ, ông chủ nhà họ Đồng làm việc thật sự rất là uy tín mà, mình vừa mới xuống máy bay thì đã có được tin tức của Tô Huyền Thiên rồi. Tốt, như vậy thì rất tốt mà. Tam trưởng lão quá khen rồi, chuyện của Vô Ảnh Tông giao cho, từ trước đến nay tôi đều tận sức mà làm. Đối diện với lại tình huống này, Đồng Văn Thắng đã không còn là lần đầu tiên đối diện, tâm thái đã buông lỏng đi rất nhiều, khẽ cười nói, mấy ngày nay, tôi luôn đi tìm tung tích của Tô Huyền Thiên, tôi đã hao tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, mới tìm được chỗ ở của cậu ta. Ha ha, vậy sao? Ninh Tắc hài lòng nhìn Đồng Văn Thắng, thành thực nói, ông chủ Đồng, tôi rất là khen ngợi ông, có một vài việc tôi không muốn giấu ông. Lần này tôi đến đây để giết chết Tô Huyền Thiên là vì muốn có được Tuyết Liên 5.000 năm. Tông chủ nói rồi, ai giết được Tô Huyền Thiên thì sẽ được thưởng một đóa Tuyết Liên 5.000 năm. Ninh Tắc nói tiếp, đóa Tuyết Liên hoa này đối với tôi vô cùng có ý nghĩa, nó có thể giúp tôi sống thêm vài năm nữa. Có lẽ tôi có thể nhờ đó mà đạt được đến địa ông hậu kỳ, đến lúc đó chân khí dồi dào, lại có thể kéo dài thêm mấy năm tuổi thọ. Ông chủ Đồng, ông đã nhanh chóng tìm ra được chỗ ở của Tô Huyền Thiên, cũng xem như đã giúp tôi được một việc lớn, sau này tôi sẽ giúp đỡ ông, con cái của ông thậm chí là có thể gia nhập vào Vô Ảnh Tông, trở thành đệ tử của tôi. Ninh Tắc cam kết nói. Cảm ơn Tam trưởng lão. Đóng Văn Thắng lá mặt, lá trái phối hợp với lại Đinh Tắc. Sau đó nói, Tam trưởng lão, chuyện này không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau xuất phát đi, tôi đã không thể chờ được để nhìn thấy cảnh ông giết chết Tô Huyền Thiên rồi. Ha ha, cái này thì có gì đâu mà phải chờ đợi, Tô Huyền Thiên chẳng qua chỉ là bán địa tông mà thôi, mà tôi sớm đã đạt đến địa tông trung kỳ rồi, giết cậu ta chẳng qua chỉ như là cái phủi tay mà thôi. Ninh Tắc cười nói, nhưng mà cũng thật sự phải xuất phát rồi. Nếu không tứ trưởng lão đến rồi thì lại thêm một phiền phức nữa. Ông chủ Đồng, không ngờ tới, ông lại mong chờ tôi đi giết Tô Huyền Thiên như vậy, xem ra là ông muốn tôi có được Tuyết Liên, thật sự khiến tôi cảm động quá. Ninh Tắc cảm kích nhìn Đồng Văn Thắng, sau đó ngồi vào hàng ghế sau của xe, hai người nghênh ngang rời đi. Khoảng 10 phút sau, chiếc Land Rover của Đồng Văn Thắng đã tới ở bên ngoài biệt thự ven sông. Tam trưởng lão, ông vào đi. Tôi ở đây chờ tin tức tốt của ông. Đồng Văn Thắng thành thục nói. Được. Ninh Tắc gật đầu, sau đó bước xuống xe, đi nhanh vào biệt thự ven sông. Cùng lúc đó, Lâu Đinh, Tô Thương đã phát hiện ra được, anh chậm rãi mở mắt ra, kết thúc trạng thái tu luyện. Khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ này, anh đã lợi dụng một số thủ đoạn đặc biệt gia tăng tốc độ vận chuyển của tụ linh trận. Vốn dĩ phải mất một tiếng đồng hồ mới có thể hấp thu được 50 viên đá năng lượng, nhưng mà chỉ trong thời gian 30 phút ngắn ngủi, Tô Thương đã có thể hấp thu triệt để 100 viên đá năng lượng rồi. Cảnh giới của anh, đương nhiên đã đột phá đến tầng luyện khí thứ 6, thực lực gia tăng gấp mấy lần. Không biết thực lực bây giờ của mình có thể dễ dàng đè bẹp được địa tông trung kỳ không? Tô Thương khẽ cười, rồi bước ra khỏi phòng. Quách Ý sớm đã ở dưới phòng khách đợi đã lâu. Cùng với Tô Thương đi ra cửa phòng khách nghênh đón Tam trưởng lão. Tô Huyền Thiên. Lúc này, Tam trưởng lão Đinh Tắc vừa mới tới bên ngoài phòng khách, từ xa đã nhìn thấy Tô Thương, nên thử dò xét nói. Không sai, chính là tôi. Tô Thương đáp lại, nhưng anh không hề đổi thành bộ dạng của Tô Huyền Thiên. Bởi vì ba người ở đây, Đồng Văn Thắng và Quách Ý đều là người của anh, bọn họ cũng đã biết được thân phận của anh. Về phần một người còn lại, ha ha, chắc chắn là không thể đi ra khỏi biệt thự rồi, đương nhiên cũng không cần dịch dung để làm gì. Tô Huyền Thiên. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, ánh mắt Đinh Tắc âm trầm xuống,
cười lạnh nói, ha ha, tôi đang đi chuẩn bị đi tìm cậu, không ngờ cậu lại tự mình đi ra. Mấy ngày trước cậu đã giết chết trưởng lão Vô Ảnh Tông Cát Bình, hôm nay tôi đến để cho cậu nợ máu phải trả bằng máu. Tô Thương thản nhiên nói, chỉ sợ rằng ông không có cái thực lực này. Hừ, đúng là trẻ tuổi ngông cuồng mà. Đinh Tắc ánh mắt run lên, lập tức hướng thẳng về Tô Thương, trong lòng bàn tay ngập tràn chân khí. Đối diện với sự tấn công bất ngờ như vậy, nhưng Tô Thương vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, khóe môi khẽ nhếch lên cười. Ha ha, không kịp phản ứng lại mà còn dám to miệng ngông cuồng, thật là nực cười mà. Đinh Tắc nhìn thấy như vậy, cứ nghĩ rằng do tốc độ của mình quá nhanh đến mức Tô Thương không kịp để mà phản kháng, sau khi cười nhạo xong, từ trong lòng bàn tay của ông ta ra đòn không lưu tình chút nào. 3 mét, 1 mét, nửa mét, chấm. Nhìn thấy cú đấm càng ngày càng tiến đến gần Tô Thương, Đinh Tắc càng cười điên cuồng hơn nữa, cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng rồi. Bù, lâu đinh. Nhưng ngay chính lúc bàn tay ông ta chuẩn bị đụng vào Tô Thương, thì cơ thể của Tô Thương trong nháy mắt liền biến mất. Ngay khi Tô Thương hiện thân lần nữa thì đã là ở cách đó 20 mét. Cái này, tốc độ nhanh quá. Đinh Tắc vồ hụt, nụ cười trên mặt lập tức tắt lại, biểu cảm trở nên trầm trọng. Nhưng Tô Thương căn bản không để cho ông ta có cơ hội để chần chừ, lại lần nữa thi triển chỉ xích thiên nhai, đồng thời linh khí ở trên nắm tay phun trào ra. Lần này, Đinh Tắc có đề phòng. Ông ta cảm nhận được sát khí của Tô Thương nên vội vàng giơ tay ra đỡ. Các nắm đấm va chạm vào nhau, dư âm của trận chiến khiến mọi thứ xung quanh lắc lư. Sau đó Đinh Tắc bị đánh lùi ra sau nửa bước, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, cậu không phải là bán địa tông sao, chân khí của cậu vậy mà có lại mạnh như vậy, còn mạnh hơn cả tôi nữa. Chân khí? Không biết cái đồ rác rưởi đó là gì, còn ông đây chính là linh khí. Trong lòng Tô Thương cười nhạo, rồi cười đùa nói, không tệ, có thể đỡ của tôi một chiêu, nhưng mà tôi ngược lại muốn xem ông còn có thể đỡ của tôi được mấy chiêu. Vừa dứt lời, Tô Thương không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai, thân ảnh biến ảo mập mờ. Đinh Tắc dù sao cũng là địa tông trung kỳ, thực lực không thể xem thường, mỗi lần tại thời khắc then chốt thì đều có thể đỡ được đòn tấn công của Tô Thương. Cứ như vậy hai người đánh nhau khoảng một phút đồng hồ. Tô Thương thì không hề hấn gì, lúc còn ở luyện khí tầng 5, anh ấy đã có thể liên tục sử dụng đến 50 lần di chuyển trong nháy mắt. Tính ra mỗi lần dịch chuyển 20 mét, tức là Tô Thương có thể xuất hiện cách xa 4 cây em trong thời gian ngắn, khả năng chạy trốn của anh cũng được cải thiện đáng kể. Bây giờ Tô Dương chậm lại tốc độ, giờ phút này, anh vừa dịch chuyển vừa đấm hơn 60 lần, đương nhiên là thoải mái rồi. Đinh Tắc thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi một lần bị Tô Thương công kích, ông ta đều phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực để mà chống chọi lại, liên tiếp 60 lần, chân khí ở trong cơ thể Đinh Tắc tiêu hao đi rất nhanh. Đặc biệt là tâm thái của ông ta không biết được Tô Thương lần này sẽ từ nơi nào xông tới, không cẩn thận một chút thì sẽ chết ngay tức khắc, khiến cho tinh thần của ông ấy sắp nổ tung rồi. Thấy sắp kết thúc được rồi, Tô Thương khẽ cười nói, ha ha, được rồi. Để tôi kết thúc trận chiến chênh lệch thực lực này nhé. Nói xong, lâu đinh, hai tay của Tô Thương nắm chặt lại, nhanh chóng ngưng tụ ra một con rồng nước, trực tiếp giết chết Đinh Tặc. Không xong rồi. Đinh Tặc biến sắc, đồng tử của ông ta nhanh chóng giãn ra, vội vàng ra tay để chống lại. Nhưng đáng tiếc, chân khí của ông ta đã tiêu hao quá nhiều, ông ta giờ đã là nỏ đã hết đà, đương nhiên chống đỡ không nổi thủy long thuật. Phốc. Sau một khắc, con rồng nước được ngưng tụ bằng linh khí xuyên thủng lồng ngực của Đinh Tắc, trong chốc lát máu chảy ra ồ ạt. Tam trưởng lão Vô Ảnh Tông, cao thủ địa tông trung kỳ, cứ như vậy mà bỏ mạng, hồn lìa khỏi xác. Sau khi sát hại Đinh Tắc, Tô Thương đem thi thể của ông ta cho vào vòng tay chứa đồ, giao cho Bạch Miêu giải quyết. Không đúng, bây giờ không gọi là Bạch Miêu nữa, mà phải gọi là Thục Phân mới đúng. Thục Phân, nếu như mày hấp thụ máu của hai người này, chí ít có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ 5, thậm chí có cơ hội đặt chân đến luyện khí tầng thứ 6 đấy. Tô Thương khẽ cười, anh vô cùng ngưỡng mộ đối với tốc độ nhanh nhẹn của Thục Phân. Đúng là người không bằng chó mà. Bản thân phải tu luyện cực khổ mười mấy ngày,
mới đạt đến được luyện khí tầng thứ 6. Thục phân đơn giản chỉ là hút máu tươi, cũng có thể có được thành quả giống như mình, thật là không công bằng. Nhưng, cứ nghĩ đến bản thân mình là ông chủ của thục phân, trong lòng Tô Thương lại bình tĩnh hơn nhiều. Ông chủ. Lúc này, Đồng Văn Thắng bước ra từ trong xe, khuôn mặt tràn đầy sự kính trọng, cậu đúng là dũng mãnh phi thường, thế mà lại giết được tam trưởng lão cấp địa tông trung kỳ. Ha ha, không đáng để nhắc tới. Tô Thương khẽ cười, dựa vào cảnh giới luyện khí tầng thứ 6 của ông ấy như bây giờ, đừng nói là địa tông trung kỳ, cứ cho là địa tông hậu kỳ đến rồi, có hao phí một chút sức lực của ông ấy thì cũng có thể giết chết được. Ông chủ, lần này tuy anh có thể giết chết được hai vị trưởng lão vô ảnh tông, nhưng nhất định không thể chủ quan được. Đồng Văn Thắng nhắc nhở một cách nghiêm túc, tôi nhận được thông tin, nghe theo thông báo của tông chủ tông vô ảnh, ai giết được Tô Huyền Thiên, thì có thể nhận được một gốc tuyết liên 5.000 năm, rất nhiều trưởng lão đã đổ xô vào cái đó. Trong đó chắc cũng bao gồm cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hai người bọn họ, thì nhị trưởng lão là địa tông hậu kỳ, còn đại trưởng lão lại càng khiếp sợ hơn, nghe nói ông ta đã đặt chân đến địa tông đỉnh phong rồi đó. Tô Thương nhắm mắt làm ngơ với đại trưởng lão và nhị trưởng lão, chỉ sinh ra hứng thú với tuyết liên, bèn hỏi dò có thật là tuyết liên 5.000 năm không? Lâu đinh, chắc không phải là giả chứ? Đồng Văn Thắng trả lời, chính miệng tam trưởng lão nói, chỉ cần lấy được đầu của cậu, thì về tông môn tìm tông chủ để nhận tuyết liên hoa mà. Ha ha, không ngờ là đầu của tôi lại đáng tiền như thế nha. Tô Thương nhếch miệng nở một nụ cười. Tuyết liên không phải là dược liệu hiếm có gì, nhưng đã sinh trưởng được 5.000 năm, tất nhiên sẽ ẩn chứa linh khí trong đó, nói không chừng có thể nhanh chóng nâng cao được 1 đến 2 một cảnh giới. Càng nghĩ Tô Thương lại không tránh khỏi được sự dao động, làm sao để có được tuyết hoa của tông vô ảnh đây? Suy đi nghĩ lại, Tô Thương có hai chủ ý, ánh mắt dừng lại trên người Đồng Văn Thắng, khẽ cười nói, Đồng Văn Thắng, tôi giao cho ông một nhiệm vụ, đi lấy đầu của Tô Huyền Thiên về. Rồi bảo người thì bị ông giết rồi, sau đó đến vô ảnh tông, tìm tông chủ đổi lấy tuyết liên. Phịch! Đồng Văn Thắng nghe thấy lời này, quỳ thụp xuống mặt đất, khuôn mặt tràn đầy sự hoảng hốt nói, tiểu nhân không dám ạ, ông chủ, tiểu nhân một lòng trung thành với cậu, tuyệt đối không hài lòng. Đứng lên nói chuyện mau. Tô Thương cười cười, lòng trung thành của ông, thì không thể nghi ngờ, nếu không ông cũng không sống được đến bây giờ, sớm đã bị tôi giết chết trong tích tắc rồi. Đồng Văn Thắng nghe vậy, thở phào một tiếng, từ từ đứng dậy gượng cười, vậy lúc nãy sao cậu lại bảo tôi lấy đầu của cậu? Ha ha, đầu, đương nhiên là giả rồi. Tô Thương nhìn sang Đồng Văn Thắng, nghiêm túc nói, tôi sẽ đưa cho ông một cái đầu sau khi đã được dịch dung, tướng mạo không khác Tô Huyền Thiên chút nào, ông có dám đến vô ảnh tông đổi lấy tuyết liên không? Đồng Văn Thắng đại khái cũng hiểu ý của ông chủ, nhưng đây là lừa gạt tông chủ vô ảnh tông đó. Việc này quá nguy hiểm. Ông chủ, tôi, Đồng Văn Thắng do dự. Quyền lựa chọn ở trong tay ông, bất kể ông có đi hay không, cũng không sao. Tô Thương nói tiếp, nhưng nếu ông giúp tôi lấy được tuyết liên 5.000 năm, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi ông đâu. Bây giờ ông chỉ là cảnh giới hóa kình đúng chứ, tôi có thể khiến ông đột phá một cách nhanh chóng, để trở thành cao thủ tông sư. Cao thủ tông sư, lời nói của Tô Thương tràn đầy sức hấp dẫn đối với Đồng Văn Thắng. Đấu tranh khoảng vài giây, Đồng Văn Thắng quyết tâm, nghiến răng nói, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, ông chủ, tôi đồng ý đi. Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Được, Tô Thương đã động lòng, lấy đầu của tứ trưởng lão từ trong vòng tay chứa đồ ném ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.